Bỏ anh đi biển. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái súng rửa xe nhá. Các bác lên cho em là súng rửa xe. Con này thì giá sẽ là 150.000, hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Các phần đầu kết nối này đều bằng đồng hết này. Đấy, bóp cực kỳ là ngon luôn nhá. Con này thì bóp ngoài như này nó rất là êm tay, các bác bóp nó rất là dễ chứ không như cái súng truyền thống là nó có cái vòng ở đây thì các bác bóp nhiều khi nó cứ hãm tay, nó rất là khó làm. Đấy. Ngoài ra thì nó có các cái đầu van để mình kết nối đây thì các bác có thể về để mình lắp đặt vào cho em. Đấy, có cái đầu van kết nối đây. Giá sẽ là 150.000 và cái này thì nó sẽ có cho các bác là xoáy tĩnh tiến như này để các bác có thể là xịt rửa xe này hoặc là dùng để tưới cây này, rất là tiện nhá. Đấy đây, nó sẽ xoáy tĩnh tiến này, rất là tiện luôn. Đó. Lên cho em là súng rửa xe nhá, súng rửa xe. Giá sẽ là 150.000 cho một con súng rửa xe như này, rất tiện luôn. Các cái phần đầu kết nối này của nó đều bằng đồng hết này. Đấy, đầu kết nối bằng đồng hết. Con này thì dùng rất là xịn sò và tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy. Lên cho em là súng rửa xe nhá. Giá của nó sẽ là 150.000. Đây. Đấy, các cái hệ đầu kết nối như này. Bỏ anh cái bút đi. 150.000 cái súng rửa xe này các bác nhá. Cái bút. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đầu sản phẩm đó là cái cân sức khỏe các bác nhá. Cân sức khỏe đây. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là súng rửa xe này. Lên cho em là súng rửa xe nhá. Súng rửa xe giá sẽ là 150.000. Đó, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe này. Cân thì sẽ có kèm pin cho các bác luôn. Lô này về thì sẽ có kèm pin. Con này thì sử dụng rất đơn giản thôi, các bác cứ lắp pin vào cho em là xong. Đấy, ngoài ra con này thì nó có app để các bác có thể kết nối với Zalo hoặc là quét mã vạch để mình sử dụng, nó rất là tiện này. Đấy. Thì khi các bác kết nối thì nó sẽ giúp cho các bác là đo các cái cân nặng này, nhịp tim này, huyết áp các thứ nhá. Thì về nhà các bác tự kết nối thôi. Còn em giới thiệu cơ bản thì em chỉ bán cái này với công dụng là cân thôi. Cân thôi nhá. Còn về nhà các bác muốn sử dụng thêm các cái tính năng khác thì các bác tự tìm hiểu nhá. Đấy, em bán thì chức năng chính vẫn là dùng để cân. Đấy là cân sức khỏe. Các bác về các bác cân người để cân tính cân nặng thôi. Còn về nhà các bác muốn dùng như nào đấy là tùy các bác nhá. Đây. Có cập nhật nhiệt độ luôn, có cập nhật nhiệt độ đang là 27 độ C và có báo cân luôn. Đây em sẽ cân thử cho các bác xem này. Đấy. Em thì hiện tại đang là 64,3 kg các bác này. Đấy, 64,3 kg, tức là 64 cân rưỡi. Đấy, 64 cân rưỡi, gần 65 cân. Đấy, đây nhá. Có các chức năng như này, về nhà các bác kết nối vào là các bác sử dụng thôi, rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Giá sẽ là 130.000, 130.000 cái cân sức khỏe như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ủng đi mưa nhé, ủng đi mưa. Đấy. Giá đợt này về cho bác giá tốt luôn, chỉ còn 90.000 trong cái bộ ủng đi mưa như này nhá. 90.000 trong bộ ủng đi mưa như này. Con này thì rất là tiện ích, các bác có thể dùng để mình đi mưa, đi ở khu vực nào mà bị mưa rồi lầy lội là các bác đi vào cho em. Con này thì các bác đi nó rất là rộng nên các bác có thể đi xỏ hạ quả cả giày cả dép vào đây luôn. Cả giày cả dép các bác cứ đi vào. Đó, sau đó thì về nhà các bác chỉ cần giặt đi cho em là xong. Thì mình đi giày dép nó vẫn sạch sẽ mà nó ngon lành cho bác luôn. Nên cho em là ủng đi mưa nhá. Ủng đi mưa giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho cái bộ ủng đi mưa nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Ủng đi mưa có khóa kéo và chốt cài, không lo bị thấm nước vào bên trong các bác. Có bo chun ở phần cổ nên nó không bị lỏng lẻo như các cái đôi ủng bình thường mà còn giữ ấm được nữa. Đi những hôm trời mưa thì đỡ lạnh chân, đỡ ướt giày mọi người ạ. Đấy, giày dép các bác xỏ vào được hết nhá. Cái đế ủng chống chân trượt nên mọi người có thể đi đường bùn đất yên tâm nha. Nếu các bác thấy cần thiết thì ấn mua ngay ở giỏ hàng góc trái ạ. Đó, rất tiện luôn. Mà có đó. Em này thì tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn phễu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là đèn phễu này bao nhiêu? 90.000 trong con đèn phễu siêu sáng như này, có kèm cho các bác là một dây và một cáp sạc này. Cái này là cái dây đeo lên đầu này và một cái cáp sạc như này. Giá chỉ có 90.000 thôi. Con này thì siêu sáng luôn các bác. Có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn, có báo pin các bác này. Đấy, siêu sáng luôn các bác nhá. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này, rất sáng luôn các bác. Đấy. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đây, cái pha của nó mà ban ngày các bác còn xem cái điểm sáng nó như này là các bác biết rồi, rất là sáng luôn nhá. Đó, rất là sáng luôn. Đấy, và giá thì chỉ có 90.000 thôi. Các bác dùng để mình đi săn bắt hái lượm này hoặc là soi dọi. Đấy, đề phòng mưa gió bão bùng rất là tiện luôn. Lên cho em là đèn phễu, giá sẽ là 90.000 nhá. Đấy, nó sẽ hình cái phễu như vậy. Lên cho em là đèn phễu này. Đèn phễu giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tròn. Con này thì bao nhiêu nhỉ? 80.000 trong con đèn tròn như này, bao gồm một đèn, một điều khiển, một cáp sạc. Đấy, một đèn điều khiển cáp sạc đây. Mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ là pin của nó là dung lượng là 2.500 mAh và có sạc năng lượng mặt trời nhé. Và ngoài ra thì con này nó sẽ có cho các bác là
công suất của nó là 120W theo mặc định của nhà sản xuất này. Đấy, có các chế độ ở đây. Đấy, và các bác có thể dùng trực tiếp như này hoặc là dùng qua điều khiển cũng ok. Điều khiển thì về nhà các bác lắp pin vào cho em nhá. Đó. Giá thì sẽ là 80k cho một con đèn như này, có năng lượng mặt trời luôn thì các bác dùng nó rất tiện. Đấy, có sẵn cả pin cho các bác luôn. Đấy, giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn tròn nhá. Đèn tròn này. Đèn tròn, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con đèn tròn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi 5 món nhá. Đấy, lên theo là bộ nồi 5 món này. Đấy. Giá này sẽ là 140.000 cho 5 cái nồi như này. Hàng này thì nó sẽ là vừa phải thôi, không quá dày các bạn, không quá dày, vừa phải thôi. Và cái này của nó thì nó đều có bọc túi bóng chống xước hết này. Về nhà các bác bóc ra cho em. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là cái nồi này là to nhất sẽ là 24cm và cái nhỏ nhất là 16cm. Đấy thì cứ nồi nào là vung đấy nhá, nồi nào vung đấy như này. Thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đấy, về nhà các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Ưu điểm của nó là cái nắp vung này của nó bẹt thì các bác có thể để chồng với nhau được. Đây, mình cứ chồng với nhau như này. Đấy, còn không chồng nữa thì lúc mình bỏ gọn nó rất là gọn. Con to nhất là 24cm và con nhỏ nhất là 16cm. Đây. Đấy, 140.000 cho 5 chiếc nồi như này, 5 chiếc nồi như này, rất tiện ích luôn nhá. 1 2 3 4 5, 5 cái nồi như này dùng rất là tiện này. Đấy. Và không dùng nữa thì các bác lại chồng vào nhau cho em. Đấy. Cứ làm nồi nào vung đấy nhá. Đấy, nồi nào vung đấy. Từ to đến nhỏ. Đấy, nồi nào vung đấy. Đấy, chồng vào. Rất là gọn luôn. Đấy, thấy không? Đây. Đấy. Rất là xinh luôn nhá. Đấy, rất xinh luôn. Đấy. Combo cho các bác luôn. Đấy. Mình không dùng nữa thì mình lại bỏ vào trong tủ và bỏ vào trong này, mình lại cất đi. Đó, rất là tiện ích nhá. Đấy. Cứ nồi nào vung đấy này. Đấy, rất tiện luôn. Đấy, các bác không dùng nữa thì các bác cất đi cũng rất là gọn. Còn dùng ví dụ như nhà có cỗ, có bàn, có công, có việc lấy ra. Đấy, lên trên là bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 180k, 140.000 5 món này. Giá sẽ là 140k nhá. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Con này thì nó sẽ là bằng silicone như này. Đấy, bằng silicone và thiết kế theo kiểu than tổ ong như này, rất là mềm luôn. Thì khi mà các bác đi lại thì mình sử dụng, mình ngồi thì nó sẽ là chống cho các bác là đau cột sống này rồi các cái bệnh về trĩ là rất là ok luôn nhá. Đấy, nó có cái độ đàn hồi co giãn nhất định, rất là thích luôn. Và cái vải này của nó thì cái mặt dưới này là có lớp cao su non này, chống trơn trượt này, mặt trên thì nó sẽ là dệt 5D thoáng khí này. Đấy, và giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy, đệm ghế này, đệm ghế giá của nó sẽ là 80k cho một con đệm ghế như này, 80.000 cho một lần này. Đấy, chiều dài của nó thì vào khoảng là 30/30cm một chút, chiều rộng thì vào khoảng là gần 30cm. Đấy, các bác ngồi là rất là vừa mông luôn, rất là ngon lành nhá. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thảm 46 nhá. Đấy, lô này về hoa văn màu sắc rất là đẹp và cái màu của nó là cái màu đất như này, rất là sạch này. Đấy, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Bác nào lấy nhiều màu thì là em sẽ chọn đủ màu. Đấy, đủ mẫu. Giá thì sẽ là một cái thảm như này, giá của nó sẽ là đi bao nhiêu nhỉ? Thảm 46. 45.000 cho một con thảm 46 như này. Hàng cực kỳ là dày dẫn các bác nhá, dày dẫn. Chất liệu của nó thì bằng nỉ như này, bằng nỉ như này và chống trơn trượt rất là tốt luôn. Bên dưới là cao su non, mặt bên trên thì bằng nỉ chống trơn trượt rất là tốt. Thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn nhá, rất là đa di năng luôn. Đó, chống trơn trượt, bên dưới cao su non chống trượt, bên trên thì nỉ thấm hút rất là tốt, siêu thấm hút luôn nhá. Đấy, siêu thấm hút luôn. Lên mã giúp cho em đó là thảm 46 nhá. Kích thước chiều dài của nó sẽ là một chiều 40 chiều 60. Lên cho em là thảm 46. Thảm 46 giá sẽ là 45k nhá. 45 đúng không? 45.000 cho một cái thảm 46 như này, một chiều 40 một chiều 60, rất là tiện, sạch sẽ. Cái này các bác chỉ cần vỗ qua cái là sạch luôn. Đấy, vỗ qua cái sạch luôn nha các bác nhá, rất là tiện luôn. Rồi ok. Hello, vâng, lại em Huấn Phạm đây nhá. Hôm nay thì em lên cho các bác toàn bộ là siêu phẩm là LED luôn các bác nhá. Đó, thì bên shop về rất nhiều mẫu LED này. LED rồi đèn lồng các kiểu, con đà điểu luôn. Đó, rất là đẹp nhá. Thì nay em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con đèn lồng quá này. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Con này thì đường kính của nó sẽ là 50cm và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 cho một con đèn lồng như này. Rất đẹp nhá, xoay nháy các kiểu con đà điểu luôn. Đó, xoay nháy các kiểu con đà điểu nhá. Con này nói chung thì cơ bản thì đẹp miễn chê được các bác nhá. Đẹp dồi dào, đẹp rực rỡ, đẹp lồng lộn không nhá. Đó. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn.
lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Con này thì giá sẽ là 350.000. Lưu ý con này là lắp đặt nó rất là lâu, cho nên là khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là hàng rời chứ không phải lắp đặt sẵn. Cho nên là khi các bác sử dụng thì về nhà các bác lưu ý giúp cho em là mình sẽ cứ nhận hàng bình thường đi, sau đó các bác cứ lắp đặt, nếu lỗi gì bên em sẽ bảo hành đổi mới cho các bác, cho nên các bác yên tâm. Đấy, thì ship giao hàng các bác cứ nhận hàng, thanh toán tiền bình thường và lắp đặt cho em. Đó, lỗi làm gì bên em đổi mới hết cho các bác, cho nên các bác yên tâm nhá. Đấy, lắp đặt nó hơi lâu thôi, chứ còn con này thì nó cũng dễ lắp đặt, không có gì là phức tạp cả. Bên em gửi thì các bộ phận nó sẽ rời nhau và về nhà các bác lắp vào. Con này các bác có thể trang trí ở trước hiên nhà này, ở trong phòng khách này, rồi là đề co trang trí rất là đẹp luôn. Thì lên lã cho em là đèn lồng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 cho một mã đèn lồng như này. Đấy. Hàng khi bên em gửi đến cho các bác thì nó sẽ là rời như này các bác nhá. Rời như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái phiếu hướng dẫn này, một cái phiếu hướng dẫn chi tiết như này để về nhà các bác lắp đặt này. Đấy, thì đây nó sẽ có từng cái bộ phận một này và các bác cứ lắp đặt cho em lần lượt nhá, lần lượt cho em. Đây. Đấy, theo cái chiều mũi tên như này. Đấy, các bộ phận các bác bỏ rời hết ra như này. Sau đó thì lắp đặt theo cái mũi tên như này cho em nhá. Đấy. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ rời đít như này nhá, rời đít như này này. Đấy. Sau đó thì là nó sẽ đến là cái bộ khung này, bộ khung này thì nó sẽ có cho các bác là 10 cái khung như này nhá. 10 cái khung như này. Đấy, sau khi các bác lắp đặt xong thì các bác cắm rác vào cho em. Đấy, cái này là cái phần nơ đít này. Đó, rồi đây là cái phần thân máy này, cái phần thân máy và thân xoay các bác này. Đấy, thân xoay này. Đó, rất là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, và đây là cái phần lồng này, đấy cái lồng như này. Đấy, hàng chất lượng cho các bác luôn, Việt Nam chất lượng cao nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, thì chỉ có 350.000 cho một cái con đèn lồng như này thôi. Đấy, về nhà thì các bác lắp đặt vào cho em, chọn bộ sản phẩm như này. Đấy, về nhà thì các bác cứ thế là bác lắp hai đầu vào cho em là xong. Đấy, nó có cả đèn xoay luôn, rất rực rỡ các bác nhá, rất rực rỡ và rất đẹp luôn. Đó, thì hàng sẽ như trên hình như này các bác này. Đấy, như trên hình như này, rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 nhá. 350.000 cho một cái con đèn này các bác này, 350.000 cho một con đèn lồng như này. Kích thước của nó sẽ là 50 nhá. Kích thước của nó là 50. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Đấy, nó sẽ xoay tự động như này. Đấy, con này các bác cắm ở trước hiên nhà mình thì thôi rồi, lượm ơi luôn. Rất đẹp, rất tuyệt vời nhá. Đó. Và bên dưới của nó thì nó sẽ là cái phần đuôi cá như này các bác này. Đấy, và có một cái con đèn xoay nữa như này này. À, một cái con đèn ở dưới nữa như này. Đó, nói chung là 350.000 cho một con đèn này thì các bác nên mua, rất chất lượng và rất tuyệt vời và giá rất hợp lý cho các bác luôn các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Đèn lồng giá sẽ là 350.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một con đèn tiếp theo. Đó là con đèn xoay các bác này. Đấy, đèn xoay đây. Con này thì các bác lên cho em là đèn xoay nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác có thể dán lên tường như này hoặc bắt vít hoặc tùy theo nhá. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một con đèn xoay như này. Đấy. Thì các bác có thể xoay như này để mình trang trí deco ở trong phòng ngủ, phòng khách này, phòng karaoke này và rất là nhiều các khu vực được. Đó, rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy. Nó xoay như này các bác nhá. Các bác có thể là mình để theo cái hướng tùy ý mình điều chỉnh này. Em có thể xoay lên trần này. Đấy, xoay lên tường này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, hoặc là các bác có thể đi để tùy ý, nó cắm điện trực tiếp điện 220V luôn. Đó, nó rất là tiện các bác này. Xoay xuống dưới đất nó cũng rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy, xoay lên tường nó rất là đẹp các bác này. Đấy. Thì các bác có thể chiếu lên trần nhà này, hoặc là chiếu xuống dưới, chiếu lên trên, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác, rất là đẹp nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là đèn xoay giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho em đèn xoay như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con LED pháo hoa nhá. Đây. Con LED pháo hoa này các bác quan sát này. Đấy, đây nó sẽ là một con LED pháo hoa như này. Rất rực rỡ cho bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 1m nhá. Và cái dây của nó thì cái dây sống này của nó sẽ là 1m luôn. Đấy, dây sống vào 1m và đường kính của là LED pháo hoa cũng là 1m. Và con này thì nó cũng khá là nhiều chế độ nháy khác nhau luôn nhá. Rất nhiều chế độ nháy khác nhau để cho các bác lựa chọn này. Đó, đây. Em sẽ điều chỉnh cho các bác xem này. Đấy, thì nó sẽ có chế độ là nháy ra này. Đấy. Nháy vào này. Đấy, nháy ra đây. Đấy, nháy vào này. Đấy, rồi là các cái chế độ điều chỉnh khác nhau này. Đây các bác này. Đấy, nháy lên, nháy xuống. Rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Giá thì con này cũng bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là... Đấy. Đây, nháy theo kiểu hình pháo hoa này. Đó, con này rất tuyệt vời luôn. Giá thì sẽ là 180.000 cho một bộ nháy pháo hoa như này nhá. Con này thì nó chỉ là nháy pháo hoa thôi nhá, chứ nó không có tiếng nổ đâu các nhá, không có tiếng nổ đâu. Đấy, không về nhà các bác lại đòi là sao không thấy nó nổ nhá. Con này nó chỉ có nháy không như này thôi. Và nó có băng dính luôn, có băng dính hai mặt luôn. Về nhà các bác có thể dán lên tường được. Nó rất là đẹp các nhá, có thể dán lên tường được, nó rất là đẹp luôn. Rất đẹp các bác này. Và các bác có thể tùy chỉnh các cái chế độ khác nhau. Đấy. Nó nháy lên tường được nhá, rất là đẹp luôn. Đó, nháy lên tường rất là tuyệt vời. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá.
và nó có rất là nhiều chế độ nhá. Đấy, rất nhiều chế độ cho các bác lựa chọn luôn. Rất nhiều chế độ này và nhiều biểu màu khác nhau nữa. Đấy, nói chung là rất là tuyệt vời luôn nhá. Đó, có chế độ nháy các kiểu con là điều được luôn. Đây, em điều chỉnh cho các bác xem này, rất nhiều chế độ luôn. Đấy, em đang điều chỉnh các chế độ đấy các bác nhá. Đó, các bác xem em điều chỉnh này. Đấy, nháy lên, nháy xuống này, nháy ra, nháy vào này. Xoay đảo chiều rồi nháy gần, nháy xa này. Đấy, bắn lên rồi đẩy xuống này. Rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Đó, đấy, rất nhiều chế độ luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là nháy pháo hoa nhá, nháy pháo hoa. Đó, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con nháy pháo hoa như này các bác này, 180.000 nhá. 180.000 cho mấy em nháy pháo hoa như này thôi. Đó, rất nhiều chế độ, nhiều hiệu ứng khác nhau luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái sản phẩm, đó là cái con led ngọc nhá. Đây. Con này thì các bác có thể xuống nước thoải mái luôn nhá. Cho xuống nước thoải mái luôn. Đấy, con này thì yên tâm các bác, nó sẽ là dây dài khoảng từ 7 đến 10 mét nhá. Hàng về theo lô, có lô thì 7, có lô thì 8, có lô thì 10, nó tùy theo lô thôi. Đó, thì các bác lên cho em là led ngọc nhá. Led ngọc con này bao nhiêu? 90.000 các bác nhá. 90.000 cho một cái sợi led ngọc như này, nó sẽ là bằng hình hạt ngọc như này, và con này các bác có thể dùng để mình gọi là dùng ngoài trời thoải mái luôn. Các bác có thể răng hoặc dán ngoài trời thoải mái nhá. Đó, trăng lên cây nhá, rất là ok. Chế độ nháy của nó cũng là rất là đa dạng và nhiều màu. Và ưu điểm của nó thì nó chống nước nhá. Con này các bác có thể để xe ô tô đi qua không việc gì luôn. Nó sẽ là cái dạng sợi hạt ngọc như này các bác này. Đấy, dạng sợi hạt ngọc như này, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 90.000 cho một con led ngọc như này thôi. Lên cho em là led ngọc nhá. Đấy, nó sẽ là hình hạt ngọc này, rất là đẹp này. Chống nước thoải mái luôn, dây dài từ 7 đến 10 mét nhá. Dây dài từ 7 đến 10 mét. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con led 5 mét nhá. Con này thì nó sẽ là dây dài 5 mét và các bác có thể dán vào tường trực tiếp như này. Đấy, bóc ra dán vào tường. Và nó có cả điều khiển cả cục nguồn cho các bác hết đầy đủ luôn. Đấy, điều khiển cục nguồn các thứ như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải thêm cái gì nữa các bác nhá. Còn cái con led ngọc này thì nó chỉ có chân USB này thôi này. Đấy, con led ngọc nó chỉ có chân USB này thôi. Đấy, và chân này có thể điều khiển được luôn. Có chân USB và có điều khiển nhá. Về nhà thì các bác tự cắm cái chân USB nhà mình thôi. Đặc biệt là con led pháo hoa này cũng vậy nhá. Led pháo hoa này nó cũng chỉ có chân USB thôi các bác nhá. Đây. Con led pháo hoa này nó chỉ có chân USB thôi. Thì về nhà các bác cũng tự cắm vào cái cục nguồn nhà mình thôi. Đó, chỉ có riêng cái con led 5m này là có nguồn nhá. Có nguồn, led 5m này là có nguồn các bác này. Con 5m này thì cũng rất nhiều chế độ nháy khác nhau luôn. Đó, rất đẹp các bác nhá. Rất đẹp, rất nhiều chế độ nháy và nhiều màu khác nhau. Các bác có thể trang trí ở tủ này, rồi nói chung là đa vị trí đều được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là led 5m nhá. Con led 5m này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? Led 5m là 80.000 các bác nhá. Đấy, led 5m là 80.000, còn lại là con led ngọc kia là 90.000 các bác nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có mấy chục nghìn cho một cái bộ led như này thôi. Rất tuyệt vời các bác nhá, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Rồi ok, các bác mua mã hàng nào thì có thể liên hệ nhá. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn về rất nhiều mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác cái mớ Automat nhá, hàng bãi Nhật. Đấy, thì hàng rất đẹp cho các bác luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Em lên cho bác cái mã sản phẩm đầu tiên đó là Automat này. Thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái con Adcock nhá. Adcock. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và trước em bán thì cái lô cũ của nó thì nó sẽ là hàng hàng đã qua sử dụng, cho nên là giá nó rẻ hơn. Còn lô này thì hàng của nó sẽ là hàng mới tinh. Đấy, điện của nó thì từ 100 đến 200V. Các bác sử dụng điện Việt Nam mình thoải mái luôn. Đó, khi đấu thì các bác đấu đầu vào bên trên và đầu ra bên dưới. Dòng dò của nó là 15mA, 30A dòng dò 15mA. Hàng nội địa của Nhật toàn bộ 100% thứ Nhật hết, của thương hiệu Z này. Đó, con này thì các bác có thể dùng để cho bình nóng lạnh này, nóng lạnh điều hòa hoặc là các cái phòng nhỏ đều là ok. Đấy, chức năng của nó thì chống giật, chống chập, chống quá tải, át đều nhảy hết nhá, cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là Adcock 30A nhé. Adcock 30A. Con này giá của nó sẽ là 110.000. Đấy, đợt này hàng về thì cái giá của nó sẽ là cái hàng mới, cho nên cái giá nó sẽ đắt hơn một chút. Nhưng mà hàng mới thì các bác dùng nó yên tâm. Đấy, lên cho em là Adcock này. Đó. Adcock 30A nhé. Giá của nó sẽ là 110k nhé. 110k cho một con. Đó, Adcock 30A. Tiếp theo thì đây nó sẽ là dòng 30A con này. 30A dòng dò 15mA.
Đó, hàng nội địa của Nhật, tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, đầy đủ cho các bác nhé, truy xuất nguồn gốc rõ ràng luôn, hàng có thương hiệu Z đây, đó, đầy đủ cho các bác luôn, thông số kỹ thuật các bác nhé. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng AD40A nhé. Đấy, các bác lên cho em là AD40A, dòng dò của nó là 30 mA nhé, đấy, AD40A. Con này thì các bác có thể dùng cho các cái khu vực như là nhà tổng này, tổng tổng điện gia đình này, hoặc là các bác dùng cho tầng 1, tầng 2, tầng 3. Đó thì các bác dùng cho tách tách từng tầng cũng được. Đấy các bác dùng tách từng tầng hoặc là dùng dùng tổng cho cả gia đình thì các bác có thể lắp ra ngoài công tơ, nó cũng rất là tiện ích và an toàn. Con này thì nó cũng là hàng Nhật và đã qua sử dụng nhá. Đây, made in Japan này các bác này. Đó, hàng Nhật đã qua sử dụng nhá. Và độ mới của nó thì còn khoảng 80 đến 90%. Đó, hàng made in Japan đây. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con ad như này. Đấy, hàng của thương hiệu Natina hoặc là của thương hiệu Mitsubishi các bác nhá. Đấy, Mitsubishi. Chủ yếu là Natina nhá, Natina. Đó, và cái giá thì sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là ad đại 40A nhá. Đó, ad đại này. Ad đại 40A, giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ad đảo chiều của Nhật nhá. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Ad đảo chiều 63A này. Đấy. Công suất của nó sẽ là 63A và khi các bác đấu thì con này nó sẽ sử dụng cho các bác chuyên dùng gọi là hai công tơ này. Đấy, già mình có hai công tơ hoặc là hai công tơ hoặc là các bác dùng một điện lưới một máy phát thì khi các bác nào dùng các bác đảo cho em. Đó. Ví dụ bên trên thì các bác để điện lưới này, bên dưới này các bác để máy phát này. Đấy, khi nào mà điện lưới thì các bác để lên trên. Đấy, khi nào máy phát thì các bác lại kéo xuống dưới này cho em là nó tự đảo điện cho các bác nhá, rất là tiện luôn. Hoặc là nhà bác nào dùng hai công tơ mà mình muốn sử dụng liên hoàn hai công tơ cho nó an toàn và tiết kiệm thì các bác cũng dùng cái này cho em. Đấy, lên cho em là ad đảo chiều 63A nhá. Đấy, lên cho em là ad đảo chiều 63A này. Đấy, ad đảo chiều này. Đảo chiều 63A. 63A giá sẽ là 100 tròn à. Lên cho em là ad đảo chiều 63A nhá. Giá của nó sẽ là 105.000. Đó. Đợt trước đang bán 101, đợt này xuống cho bác được 5.000 là còn 105.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con hạc đồng đúng không nhá, con hạc đồng. Đó thì đây nó sẽ là một con hạc rất là đẹp như này. Đó thì con này nó sẽ có thêm cho các bác là một con hạc và một cái lư bằng một cái lư bằng đồng như này các bác đeo vào cho em. Đấy, đeo vào sau đó thì các bác dùng cái nhang, bên em có bán sẵn cả nhang luôn. Con hạc này sẽ là 70.000 và nhang thì là 60.000 một hộp nha. Đó thì các bác mua combo thì sẽ là 130.000. Đấy các bác đeo vào đây cho em này. Đeo vào đây cho em. Sau đó thì mình cho nhang vào đây. Đấy rất là thơm luôn. Nhang vào đây mình có thể là đốt này, thư giãn tĩnh tại hoặc là các bác để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đó, chất liệu của bằng của nó thì bằng đồng nhá, rất là đẹp và dày dẫn chắc chắn như này. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng. Cầm cho anh hộp nhang ở đây này. Hạc đồng, giá sẽ là 70.000. Con này thì trước em đang bán là 60.000, đợt này thì hàng nó về giá nó cao hơn một chút nhá. Giá cao hơn một chút thì sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 10 cm nhá, chiều cao khoảng 10 cm thì rất là tiện ích luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cả nhang luôn. Đấy, nhang hạc thì giá sẽ vẫn là 60.000 thôi, còn cái hạc này thì sẽ là 70.000. Đây, đây là cái nhang của nó các bác này. Đấy, cầm về nhà các bác xoáy ra cho em, sau đó thì các bác cứ thế là đặt vào cái lư kia là xong. Đấy, cái nhang này thì sẽ là 60.000 và con hạc này sẽ là 70.000. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng này. Đó, lên cho em là hạc đồng. Giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Còn nhang hạc thì sẽ là nhang hạc sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho cái nhang hạc như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng nước hoa rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết. Rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái tăm như này. Các cái tăm như này và các bác chỉ cần là giật cái bấc này ra. Sau đó thì các bác cắm vào cho em. Đó. Mùi thơm của nó thì dịu nhẹ dễ chịu nhá. Các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng sách, phòng khách đều được. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy và rất là thơm. Đấy. Và được rất là lâu thì các bác dùng để mình gọi là tạo hương thơm cho phòng rất là tốt luôn. Đó, con này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn này.
Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn, giá chỉ có 30.000 thôi. Nước hoa khách sạn nhá, lên cho em là nước hoa khách sạn này. Nước hoa khách sạn giá sẽ là 30k nha, 30.000 cho một cái lọ nước hoa khách sạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tất các bác nhá. Đó, tất thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 5 đôi nhá, 5 đôi. Đó, có màu ghi và màu trắng nhá. Đấy, có màu ghi và màu trắng như này. Đó, có màu ghi, có màu trắng. À, màu ghi và màu đen nhá, màu ghi và màu đen. Đấy, ở đây thì sẽ có là màu ghi và màu đen rất là đẹp luôn. Thì các bác lấy màu nào đấy. Một hộp này có 5 đôi. Đưa cho anh cái vỉ kia luôn. Một hộp này của nó là 5 đôi nhá. Hộp này của nó là 5 đôi thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, em đang đi trực tiếp. Đây, em đang đi trực tiếp đây các bác này. Đấy, đang đi trực tiếp trên chân đây. Đây các bác theo. Rất là vừa vặn luôn nhá, rất vừa vặn, rất là đẹp này. Đấy, em đang đi trực tiếp trên chân đây. Đấy, đúng tất đúng màu các bác này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi nhá. 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi. Các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5. Đấy, đựng trong một hộp như này. Tất hộp này và 5 đôi nhá, tất hộp 5 đôi. Đấy, có màu đen và màu ghi, giá của nó sẽ là 80k nhá, 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái tất ở trong vỉ như này nhá. Tất trong vỉ như này nó sẽ có màu đen và màu trắng. Đây, có hai màu, màu đen và màu trắng. Cái tất này thì nó sẽ ngắn hơn một chút nhá, ngắn hơn một chút. Đấy, đều là co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho một vỉ bao gồm cho các bác là 10 đôi nhá. Đấy. 90.000 cho một vỉ như này, bao gồm 10 đôi. Cái này thì nó lại có màu đen và màu trắng, màu đen màu trắng, còn cái hộp kia thì có màu trắng và màu màu ghi, màu trắng và màu ghi nhá. Đấy, cái này màu đen màu trắng, cái này là các bác lên cho em là tất. Tất vỉ 10 nhá, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy. 90k trong cái tất vỉ 10 như này nhá. Đấy. 90.000. Cái này thì nó sẽ là vỉ là 10, vỉ là 10 đôi nhá. Vỉ là 10 đôi. Còn hộp thì chỉ có 5 đôi thôi nhá. Đấy, vỉ là 10 đôi này. Còn cái hộp này là 5 đôi nhá. Đấy, hộp này là 5 đôi thôi. Hộp 5 đôi 80k nhá. Đấy, hộp 5 đôi là 80.000. Còn vỉ 10 đôi như này. Vỉ 10 đôi như này có màu trắng và màu đen, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Bên em thì ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Các bác lên cho em là đá vĩnh cửu này. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên. Đấy, nó sẽ là 6 viên như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Đức các bác, hàng của thương hiệu Winling của Đức, hai hình người đây. Đấy, Winling hai hình người của Đức như này. Rất tuyệt vời cho bác này. Winling hai hình người của Đức nhá, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và cái giá thì rất hợp lý cho bác rồi. Một hộp này chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho một hộp đá như này, có cả cái xìa, có cả cái kẹp này để các bác kẹp, các bác gắp ra cho em nó rất là tiện nhá. Gắp ra. Giá thì sẽ là 70.000. Lên cho em là đèn lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu 70k. Đó, đá vĩnh cửu này. Đá vĩnh cửu. Đá vĩnh cửu giá của nó sẽ là 70k. Con này thì các bác dùng sử dụng chức năng chính là bây giờ mình về mình rửa sạch sẽ đi, sau đó thì mình bỏ vào cái ngăn đông tủ lạnh. Mình uống rượu, uống bia, uống nước ngọt, mình cần mát thì mình bỏ cái này vào là xong. Sau đó thì mình lại vệ sinh đi là xong. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đũa nhá, đũa sứ. Các bác này, đấy rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, một hộp này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi đũa sứ như này. Các bác cứ mua cho em 2 đến 3 vỉ là ok, 2 đến 3 vỉ là ok các bác nhá. Đấy, khi mà mình ăn cơm mà các bác dùng một cái đũa sứ này thì thứ nhất là không trơn trượt này, không nấm mốc này, không bị vi khuẩn xâm nhập này, rất là tiện và rửa thì rất là nhanh khô nhá. Đấy, kích thước thì rất là đẹp này. Dùng con đũa sứ này thì chấm hết luôn các bác nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, gọi là sứ nhưng mà nó rất là chắc chắn chứ không phải là dễ vỡ dễ gãy đâu. Cho nên các bác yên tâm sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Đấy, đũa sứ. Cái đũa sứ này bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 60.000 cho một vỉ như này. 60.000 cho một vỉ đũa sứ như này nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó, lên cho em là đũa sứ này. Đũa sứ giá sẽ là 60k nhá. 60k. Đó, 60k cho vỉ đũa sứ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo vàng đa năng nhá. Đấy, thì bên shop sẽ bán theo vỉ nhá. Đấy, một vỉ này của nó sẽ là một vỉ này bán theo, tức là bán theo dây như này, một dây bán theo ba hộp như này nhá. Đấy, bên shop thì bán sẽ là combo là ba hộp như này nhá. Ba hộp như này thì giá của nó sẽ là 20.000 cho ba hộp nhá. Các bác lên xem là keo vàng đa năng nhá. Keo vàng đa năng này, keo vàng đa năng đó, giá của nó sẽ là 20k. 20k trên 3 hộp nhá, 20.000 trên 3 tip. Đấy, keo vàng đa năng 20.000 3 tip này. Các bác có thể dùng để dán đồ trang sức này,
Đấy, dán bàn ghế gỗ này, dán đồ sành đồ sứ này, rồi điện thoại này, thiếc, nói chung là dán đa di năng được hết. Hàng này thì được sản xuất ở Thái Lan nhá, sản xuất ở Thái Lan đây. Đấy, Thái Lan các bạn này, đó, mã vạch này 885 này, thì con này các bác yên tâm sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, lên mã giúp cho anh em đó là keo vàng đa năng, keo vàng đa năng giá sẽ là 20.000 cho 3 típ nhá, 20.000 cho 3 típ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái nhang trầm đốt nhá. Đấy thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là đi nó sẽ bao gồm cho các bác là 100 vòng. Đấy, mỗi vòng này là một mỗi một tẹp này là hai vòng nhá. Mỗi một tẹp này là hai vòng các bác, về các bác giả là sẽ là hai vòng. Đó, 100 vòng. Và con này thì cái thời gian đốt của nó thì cháy rất là lâu, từ 2 đến 3 tiếng nhá. Tùy theo cái địa hình các bác nhá, tùy theo cái địa hình các bác, để nó ít gió thì nó sẽ cháy rất là lâu, từ 2 đến 3 tiếng. Đó, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá, 40.000 cho một cái hộp nhang trầm đốt như này. 100 vòng luôn. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Chất liệu bằng trầm hương tự nhiên rất là thơm. Lên cho em là nhang trầm đốt nhá. Đấy. Nhang trầm đốt này. Nhang trầm đốt, giá của nó sẽ là 40k. 40k trên một hộp bao gồm 100 vòng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là kia led pháo hoa nhá. Đấy. Cái này thì nó sẽ là có các cái tia như này, và các bác dùng để mình dán lên tường, dán lên tường, các bác hàn khung cho nó thì các bác trang lên nó cũng rất là đẹp. Đây. Đấy, nó sẽ bắn ra những cái tia pháo hoa này rất là đẹp này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một cái bộ led pháo hoa này thôi. 180k nhá, 180.000 cho cái bộ led pháo hoa như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi. Đây nó sẽ là một cái đèn ngủ như này, và các bác dùng chức năng dùng để đuổi muỗi cũng rất là ok luôn. Đó, dùng để đuổi muỗi này. Đấy, nó sẽ có hai chức năng và có cảm biến nhá, ban đêm thì nó sẽ sáng và có công tắc bật này các bác này. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi, vừa làm đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn. Giá sẽ là 45k nhá, 45k. Đó, lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45.000 cho một chiếc như này. Đó. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng cho em này, lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cưa gấp các bác nhá. Cưa gấp này. Đó, nó sẽ là một con cưa rất là chất lượng như này các bác này. Đấy, cưa gấp nhá. Hàng của Nhật các bác này. Đấy, đây. Hàng của thương hiệu Fugu này, Fugu Japan các bác nhá. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, các bác xem này. Đó, bẻ cong thoải mái nhá. Con này thì nó sẽ gấp gọn như này, và chiều dài của nó thì hàng về theo lô, có lô là 25 cm và có lô là 30 cm. Thì hàng về theo lô thì bên em cũng bán theo lô thôi. Các bác hết sức thông cảm cho em nhá. Đó. Thì con này các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, giá của nó sẽ là 50.000 cho một cái cưa gấp trắng đen như này. Lên cho em cưa gấp trắng đen 50k này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành cam này. Đấy, lên cho em là kéo cành cam. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá, 70.000. Có kèm cho các bác thêm một cái lò xo. Đấy, kèm thêm một cái lò xo nữa luôn. Cho nên nó rất là tiện, thì các bác dùng thì mình có thể thay thế lò xo. Hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này là xong nhá. Con này thì các bác dùng để cắt cây, cắt cành, nói chung là dùng rất là đa di năng luôn và rất là ngon nhá. Thép SK5 không gỉ này, made in Japan này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này vào là xong nhá. Đó đây, made in Japan này, hàng nội địa của Nhật nhá. Nên cho em là kéo cành cam. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá. Nên cho em là kéo cành cam, giá sẽ là 70k nhá. Kéo cành cam này. Kéo cành cam, giá sẽ là 70k nhá. 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cưa lách nhá. Cưa lách, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan này. Đó. Nó sẽ là một con cưa lách như này, made in Japan cho bác nhá. Con này các bác có thể dùng để cưa cây, cưa cành, rồi tỉa cây những cành răm, cành nhỏ rất là ok. Hoặc là lách vào những cái khe của những cái cành cây để mình cưa, nó gọi là cưa lách. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 40.000 nhá, 40k cho một con cưa lách như này nhá, hàng made in Japan qua đây. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cho một con kéo tỉa inox này. Đấy, cũng là hàng của Nhật đây, made in Japan có nhá. Con này thì các bác dùng để tỉa răm này. Đấy, dùng để cắt tỉa răm rất là ok luôn nhá. Các bác dùng tỉa răm, tỉa cây, những cái răm cây nhỏ các bác tỉa đi cho em. Rất là ok luôn. Đó, hàng made in Japan nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000. Lên cho em là
kéo tỉa răm inox nhá, kéo tỉa răm inox giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Thì đấy là giá bán lẻ, còn bên shop bán theo combo thì nếu mà các bác mua combo 4 món hai kéo và hai cưa thì giá bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 nhá, 160.000 sẽ combo cho các bác bao gồm là hai kéo hai cưa luôn các bác nhá, hai kéo hai cưa. Thì con này các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox này. Kéo tỉa inox giá sẽ là 50k nhá. 50k, đó 50k cho con kéo tỉa inox như này. Đấy thì nếu các bác mua combo cho em là 4 món như này thì giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000. Đấy thì tính ra là nếu mà các bác mua là cái kéo hành cam này là 70.000 này. 70.000. Đấy cộng với lại cái hai món này 50.000 nữa là vào 170 rồi, 170 với cái này 40.000 nữa là vào đi là 201. Thế mà các bác mua combo 4 món như này giá chỉ có 160.000 thôi. Đấy. Các bác lên cho em là bộ 4 cưa kéo nhá. Bộ 4 cưa kéo giá chỉ có 160.000 thôi. Bộ 4 cưa kéo này, cưa kéo giá sẽ là 160k nhá. 160.000 cho bộ 4 cưa kéo như này. Đấy, mua cho em combo 4 món như này giá sẽ là 160.000, cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa là 190 các bác nhá. Đó, còn các bác cứ gom đủ 200 bên em sẽ bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kéo tỉa 24 nhá. Kéo tỉa 24, hàng cũng là hàng của Nhật made in Japan đấy. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng để tỉa răm rất là ok luôn. Chiều dài của nó là 24 25 cm, cho nên là các bác lên cho em là kéo tỉa 24 nhá. Kéo tỉa 24. Con này bao nhiêu? Lên cho em là kéo 24 nhá, kéo tỉa 24, giá sẽ là 60k nhá, 60.000 cho con kéo tỉa 24 như này. Đấy, con này thì bên shop bán riêng, giá của nó sẽ là 60.000 cho con kéo tỉa 24 như này. Còn con inox này thì nó sẽ là 20 cm thôi, con inox là 20 cm. Còn con màu đen này thì nó sẽ là 24 cm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành đúc nhá, kéo cắt cành đúc như này. Đấy, con này thì nó sẽ là kéo cành đúc, hàng made in Japan này, đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá, made in Japan này các bác này. Chữ triện của Nhật đây. Các bác dùng để cắt cành và cắt cây rất là ngon luôn. Đấy, nó sẽ là hàng đúc liền thân như này, cắt rất là ngon và mượt nhá. Đấy, hàng đúc liền thân này không lo bị gãy, bị bong đâu nhá. Đấy, lò xo chữ V rất là tiện dụng đây. Hàng made in Japan các bác này. Đó, giá thì sẽ là 130.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là kéo lên mã giúp cho em đó là kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc. Kéo cành đúc giá của nó sẽ là 130k. 130.000 cho một con kéo cành đúc nhá. Giá sẽ là 130.000 thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đó. Chào các bác nhá, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô bình nhiệt hàng quân đội Mỹ nhá. Hàng này thì nó sẽ là một dòng cực kỳ cao cấp cho các bác rồi. Thứ nhất là có hai nắp này, một nắp giữ nhiệt và một nắp làm cốc luôn nhá. Hai nắp này đều có tính năng giữ nhiệt nhưng mà nắp này thì thêm chức năng làm cốc nữa. Đấy. Hàng rất ngon lành cho các bác luôn. Đấy, và dung tích của nó là 1,5 lít nhá. Có lưới lọc này, các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt đều ok. Dung tích 1,5 lít thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Giữ nhiệt của nó thì hàng mặc định của nhà sản xuất này, giữ lạnh là 36 tiếng này. Đấy, và giữ nóng là 24 giờ nhá. Hàng này thì cực kỳ ngon lành cho bác luôn. Ưu điểm của nó là hàng giữ nhiệt tốt này, có quai đeo các bác có thể dùng đi mang đi học, đi chơi, đi làm này. Đấy, đặc biệt là các bác có thể dùng cả ngày được luôn. Đấy, dùng cả ngày luôn cho nên rất là tiện. Lên mã giúp em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Bình nhiệt này. Đấy. Bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Quân đội Mỹ giá sẽ là 190k nhá. 190.000 cho con bình xanh quân đội, còn các màu khác thì sẽ là 170k nhá. 170.000. Đấy. Riêng cái màu xanh quân đội này thì nó hiếm màu hơn một chút thì sẽ là 190.000. Còn màu inox, màu đỏ và màu xanh đen thì sẽ là 170.000 nhá. Ưu điểm của dòng này là dung tích của nó là 1,5 lít cho nên các bác dùng được rất là lâu, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ 5 đĩa này. Đấy, các bác lên cho em là bộ 5 đĩa nhá. Bộ 5 đĩa tròn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 cho 5 cái đĩa tròn như này thôi. 120.000 nhá. Con to nhất thì đường kính của nó sẽ là 24 cm. Hàng thương hiệu Winling của Đức. Khá là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn này. 5 đĩa tròn giá sẽ là 120k. 120.000 cho 5 cái đĩa như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Đấy, con to nhất là khoảng 24 cm. Con này là 22 cm này. Con này là 20 cm này. Con này 18 cm này. Và con này nó sẽ vào khoảng là 14 cm gì đấy. Đấy. To, dày dẫn đẹp chắc chắn. Giá thì rất hợp lý cho bác, chỉ có 120.000 thôi. Hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó, mà giá thì khá là hạt rẻ và hợp lý rồi.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nho khô nhá, hàng của Nhật này. Đấy, một bịch này sẽ là 100k trong một bịch như này, 100.000 trong một bịch nho khô như này. Cái này thì các bác có thể dùng để uống trực, hãm nước uống trực tiếp này, ăn trực tiếp này, hoặc là các bác dùng để làm thuốc hoặc ngâm rượu đều ok hết nhá. Hạt quả to đều đẹp, màu tự nhiên nhá, không có phẩm màu, không chất bảo quản nhá. Con này thì nó sẽ là 100.000 trong bịch như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng như là mua để mình sử dụng trực tiếp rất là ok. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nho khô này. Nho khô thì hàng nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Đấy, được phân phối bởi tập đoàn Samsung đây. Đấy, tập đoàn Samsung này. Đây. Đấy, đây tập đoàn Samsung này. Con này thì giá của nó sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này nhá. Đấy, đây, hạt to đều đẹp này. Đấy, màu tự nhiên không phẩm màu, không chất bảo quản nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này. Đấy, 90.000 trong bịch nho khô này các bác nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là đóng bịch như này và các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng rất là ok. Giá thì rất hợp lý cho các bác thôi. Đấy, hoặc Tết về các bác mua để đi Tết được. Hàng của tập đoàn Samsung này. Đấy, giá của nó sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá. Đấy, bác nào có ô tô thì nên có một cái dây như này. Nó sẽ có cho các bác là dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét nhá, từ 2 đến 3 mét. Phần kết nối này đều bằng đồng hết này. Phần kết nối này đều bằng đồng hết nhá. Thì các bác kẹp vào cái bình. Ví dụ như là ô tô của các bác khi mà dọc đường nó bị chết. Đấy, chết máy thì các bác dùng cái dây này kẹp vào, gọi một cái ô tô khác đến, kẹp từ bình nọ sang bình kia, sau đó thì mình đề nổ thôi. Đó. Đấy, chất liệu của nó thì đều là bằng đồng hết nhá. Đấy, 2000 mAh này. Lên cho em là dây câu bình nhá, giá sẽ là 180k, 180.000 cái dây câu bình như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Đấy. Cái này thì để các bác chế biến thịt này. Đấy, đây, nó sẽ là cái đầu sâm như này. Để các bác chế biến thịt thì mình sâm như này cho em. Đấy, đây. Đây ví dụ như em sâm này các bác. Đấy. Sâm này thì nó sẽ ra cái lỗ này, ra cái lỗ này các bác này, những cái lỗ này. Những cái lỗ này thì có tác dụng là nó để thẩm thấu các cái gia vị các bác tẩm ướp à. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái sâm thịt 40.000 à? Các bác lên cho em là sâm thịt nhá. Đấy. Sâm thịt này. Giá của nó sẽ là 35k nhá, 35k cho một cây sâm thịt như này. Giá là giò luôn. Đấy, 35.000 trong cây sâm thịt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thả bồn cầu nhá, túi thả bồn cầu. Đấy. Thì một cái túi như này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho một túi này thôi. Một túi này sẽ có 10 viên nhá, 10 viên. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Một túi này là 10 viên thoải mái sử dụng nhá. Các bác có thể dùng để mình thả trực tiếp vào cái bồn cầu nhà mình để mình sử dụng. Nó thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, 15.000 cho một túi. Đấy. Thì công năng của nó thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là thơm này. Đấy, và thứ ba là tẩy trắng nhá, sạch thơm tẩy trắng. Lên cho em là túi thả bồn cầu giá chỉ có 15k thôi, 15k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp đựng tăm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái hộp tăm như này. Đấy. Hộp đựng tăm nhá. Con này thì nó sẽ là bằng hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Các bác có thể dùng đựng tăm rất là ok nhá. Giá thì chỉ có 95.000 trong cái hộp đựng tăm như này thôi. 95k một chiếc nhá. Đấy. 95.000 trong cái hộp đựng tăm này, các bác chỉ cần bỏ tăm vào đây. Đấy, mình nhấp như này là nó sẽ đẩy lên, mình lấy sau đó thì mình ấn nó vào. Hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn. Đấy, hoa văn hoa lá cành này, chuyên dùng để đựng tăm. Giá thì chỉ có 95.000 trong cái hộp tăm như này thôi nhá. 95k. Giá rất là hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì ngay bên shop về các bác cái sản phẩm đó là cái đài FM các nhá. Đây. Đấy, các bác lên xem là đài FM này. Đấy. Các bác bật thì ở đây này. Đấy. Cho to đây nhá. Theo thống kê, dân số Hà Nam hiện có khoảng trên 800.000 người, trong đó có trên 400.000 nữ, chiếm khoảng 49,54% dân số toàn tỉnh. Trong đó lao động nữ chiếm khoảng 51% dân số trong độ tuổi lao động. Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác tuyên truyền được xem là yếu tố then chốt tạo nên sự thay đổi về nhận thức. Đấy. Và hành động thì của nhân dân. Này, to, cái này vừa là tắt bật vừa là to nhỏ luôn này. Đấy, các bác dò ở đây. Và con này các bác có thể kết nối MP3 để nghe nhạc nhá, kết nối Bluetooth để nghe nhạc. Thì cái chức năng này em giới thiệu thêm thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn cho bác một viên pin rồi. Về nhà có cả dây sạc luôn, các bác chỉ việc sạc hoặc là dùng thôi. Con này thì các bác lên cho em là đài FM 260.000 nhá. Có cả đồng hồ luôn này. Đồng hồ thì về nhà các bác tháo cái lấy cả này ra này là đồng hồ nó chạy này, ấn xuống đồng hồ chạy. Đây, đồng hồ chạy nhá. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Và có dâu như này, có dâu này các bác dò để các bác dò đài mình bắt đài này. Đấy, bật lên cho em này. Để giúp họ nâng các bác dò này. Đấy. Các bác cứ dò này cho em là ra này. Đấy.
rất là tiện ích nhá, và rất là nhiều đài luôn. Đấy, và khi dò này các bác để cho em chế độ FM để mình dò nhé. Đấy, lên mã giúp cho em là đài FM nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đấy, chỉ có 260.000 cho một con đài FM này thôi, rất là tiện luôn. Đấy, các bác cứ về các bác dò là nó sẽ ra thôi, tần sóng của nó rất là tốt luôn, rất đẹp này. Lên mã giúp cho em là đài FM nhá, giá của nó sẽ là 260.000 cho một con đài FM như này, rất tiện ích luôn các bác. Đấy. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 để ship đó các bác nhá. Đó. Thì ship bây giờ thì bình quân chung là 30.000. Và từ 200 trở lên thì bên em đã bao ship rồi, cho nên nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bác nào mua dưới 200 thì cộng cho em 30.000 ship nữa. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác một cái chắn dầu mỡ nhá. Các bác lên cho em là chắn dầu mỡ. Cái này thì để khi các bác đun bếp mà các bác chiên rán xào nấu thì các bác lắp vào để mình chắn dầu mỡ cho em thì nó rất là tiện. Đấy, thì khi mà mình rán đồ ấy các bác. Đấy, khi mình rán đồ thì thường nó hay có dầu mỡ. Thì các bác chỉ cần đặt cái này cho em là xong này. Đấy, đặt này cho em là xong. Đấy, thì khi nào các bác dùng đồ rán thì các bác mới cần. Còn lại là bình thường thì các bác không cần. Con này thì nó sẽ là bằng dạng như là giấy bạc, cho nên là các bác dùng xong thì mình có thể là mình giặt, mình rửa đi sau đó thì mình gấp gọn vào. Còn khi nào các bác chiên rán thì các bác lại che đi như này cho em. Thì con này nó rất là tiện mà các bác dùng để mình chiên rán dầu mỡ thì rất là tiện luôn. Đấy. Nó có thể gấp gọn được hẳn như này các bác này. Đấy, gấp gọn là 10 phân 1 này. Thì các bác có thể tự mình điều chỉnh để mình che chắn cho nó phù hợp nhá. Đấy. Thì đây, nó sẽ là một con như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là chắn dầu mỡ nhá, chắn dầu mỡ. Giá thì chỉ có 25k cho một cái miếng chắn dầu mỡ này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là miếng chắn dầu mỡ, giá sẽ là 25k. Đó. Lên cho em là chắn dầu mỡ này. Chắn dầu mỡ nhá. Chắn dầu mỡ, giá của nó sẽ là 25k cho một cái miếng chắn dầu mỡ như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này, đấy khi các bác dùng thì nó sẽ đặt vào như này cho em. Đó. Thì khi mà các bác rán xào nấu mà nó có dầu có mỡ thì các bác chắn vào này cho em. Đó, xong là dùng xong thì mình lại bỏ ra thôi. Đấy thì nó rất là tiện. Thì mình ví dụ như là các cái phần dầu mỡ mà mình dùng nó mình chiên rán nó bắn ra ngoài thì mình chỉ cần chùi đi là xong. Đó, nó sẽ dễ rất là dễ lau chùi và sạch sẽ. Đấy, và rất là tiện ích luôn. Thì nó sẽ là bằng dạng là giấy bạc nhá, để các bác chắn dầu mỡ nó rất là tốt luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn, dùng để mình chắn nó rất là tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 25.000 đây. Đấy, nó sẽ chắn như này các bác này. Thì khi mình nấu nướng thì dầu mỡ nó bắn ra, các bác dùng nó rất là tiện. Nên cho em là chắn dầu mỡ giá sẽ là 25.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái chai xịt chuột này. Đấy, hàng này nó cũng là hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 35.000 cho một chai xịt chuột như này. Đây, Made in Japan này. Đó, hàng của cái gì Tatsutamachi các bác này. Đấy. Đấy. Đấy, Made in Japan nhá. Con này thì các bác lên cho em là xịt đuổi chuột vĩnh viễn nhá, xịt đuổi chuột vĩnh viễn. Giá sẽ là 35k cho một chai xịt đuổi chuột vĩnh viễn như này. Có kèm cho các bác làm cái đầu vòi xịt như này, về nhà các bác xoáy cái nắp này bỏ ra, xoáy cái này vào cho em. Đấy, chỗ nào mà nhiều chuột thì các bác xịt vào cho em. Đường đi nối lại hoặc các cái khu vực nào mà chuột nó hay cắn này, hoặc là máy máy ô tô các thứ, các bác nào có ô tô mà ít đi mà hay bị chuột chày nó xâm nhập thì các bác dùng con này cho em. Đó, giá sẽ là 35k. Ở Nhật thì nó chuyên dùng cho các cái thành phố lớn này. Đấy, 35.000 cho một chai xịt chuột đuổi vĩnh viễn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái găng tay làm vườn này. Con này thì các bác chuyên dùng để mình sử dụng mình làm vườn này. Đấy, làm vườn dọn dẹp vệ sinh rồi nói chung là nhặt cỏ vườn các thứ cũng rất là ok. Đấy thì nó sẽ là một cái găng tay, nó sẽ có một chiếc bên phải là có cái phần cào cỏ như này nhá, cào như này. Thì các bác có thể vừa cào xới đất và nhặt cỏ này. Còn một chiếc bên này thì nó sẽ là bình thường như này. Và cái mặt này của nó bằng cao su nhá. Đấy, hàng này thì bên em thanh lý cho các bác cái giá chỉ có cho các bác là 30.000 cho một cái đôi găng tay làm vườn như này thôi. 30.000 một đôi nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là găng tay làm vườn nhá. Giá sẽ là 30.000 một đôi như này.
các bác có thể dùng để mình cào đất, nhặt cỏ các thứ rất là ok luôn. Lên theo là găng tay làm vườn, giá sẽ là 30k cho một đôi găng tay làm vườn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tẩy lồng giặt nhá, tẩy lồng giặt. Giá sẽ là 25.000 cho một hộp như này. 25.000 cho một hộp như này thì đây nó sẽ là một cái dòng viên tẩy các. Đấy nó sẽ là cái dòng viên như này. Thì về nhà các bác cứ cho trực tiếp vào lồng giặt, sau đó thì mình tẩy, mình vệ sinh đi là xong. Đấy nó rất là tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái viên tẩy lồng giặt như này giá của nó chỉ có cho các bác là 25.000 một hộp như này thôi. 25.000 cho một hộp mà tổng của nó sẽ được là đi 10 viên nhá. Đấy 10 viên. Đấy lên cho em là tẩy lồng giặt này. Lên cho em là tẩy lồng giặt nhá. Tẩy lồng giặt giá sẽ là 25k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 10 viên. Thì cứ khoảng 1 tháng các bác cho vào một lần cho em. Và các bác bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên. Đấy nó vừa sạch sẽ, vừa an toàn, vừa tiện dụng các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái chai xịt bếp nhá. Cuối năm rồi thì các bác dùng cái chai xịt bếp này cho em. Đấy con này thì chuyên tẩy xịt bếp nhá. Giá sẽ là 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là dòng là chiết xuất từ chanh tự nhiên rất là thơm này, từ chanh tự nhiên rất là thơm này. Đấy. Thì khi các bác xịt ra nó sẽ là một cái dạng bọt như này. Một dạng bọt như này thì các bác cứ để cho em từ 5 đến 10 phút, sau đó thì các bác lấy bàn chải các bác kỳ cọ đánh đi. Thì con này nó sẽ là chuyên tẩy dầu mỡ rất là tốt luôn, tẩy dầu mỡ các vết bám dầu mỡ này, bám lên các cái dòng như là bếp ga này rồi các cái máy hút mùi các thứ là các bác tẩy rất là sạch luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá. Đấy lên cho em là xịt bếp. Giá sẽ là xịt bếp này, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một cái bình xịt bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thanh cài dao nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi thì các bác có thể mua về để mình tân trang nhà cửa này, dọn dẹp vệ sinh rồi dao dựa các bác dắt lên cho nó ok. Thứ nhất là sạch đẹp, sáng bóng, thứ hai là sạch sẽ vệ sinh nhá. Đây. Chiều dài của nó thì vào khoảng là đi 45cm. Đó và có 1 2 3 4 5 cái móc treo như này. Còn dao thì các bác dắt trực tiếp lên đây cho em. Lên cho em là thanh cài dao nhá. Giá thì chắc 90.000. Có kèm ốc ác hẳn hoi cho các bác luôn nhá. Có kèm sẵn ốc luôn. Đấy. Có kèm sẵn ốc ác hẳn hoi như này thì về các bác sử dụng rất là đơn giản thôi, có ốc rồi. Về nhà các bác chỉ việc là bắt vít vào cho em là xong. Đấy. Khoan bắt vít vào cho em. Một là bắt lên cổng lên cửa, hai là các bác bắt lên tường, bắt lên tường. Đấy, có cả ốc sẵn cho các bác luôn. 90.000. Tiếp theo thì mùa chuẩn bị sang mùa mưa thấm rột rồi thì các bác dùng cái keo tôn này cho em. Lên cho em là keo 10 nhá. Keo 10 bản của nó sẽ là 10 sen và giá thì sẽ là 40k nhá. 10 sen và dài khoảng 5 mét thì các bác bóc ra các bác dán lên cho em các cái phần tôn mà bị thấm rột nhá. Đấy, bên trên này của nó sẽ là một lớp giấy bạc này. Giấy bạc chống nóng này. Và bên dưới này của nó sẽ là một cái lớp cao su non thì các bác dán lên các cái vết nứt rất là ok luôn. Đấy, keo tôn nhá. Tiếp theo thì ngoài keo tôn thì bên shop cũng có một cái dòng keo chống thấm, đó là cái keo chai xịt chống thấm này. Đấy thì cái này khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em. Lắc đều lên sau đó thì các bác xịt trực tiếp lên các cái vết nứt như này các bác này. Đấy, xịt trực tiếp lên vết nứt như này. Đó, xịt trực tiếp lên này cho em. Đó thì nó sẽ là các cái phân tử nano như này. Khi xịt vào thì nó sẽ lấp đầy các cái lỗ trống như này nhá. Lấp đầy các lỗ trống như này và nó sẽ đông cứng lại thì nước nó sẽ không thấm rột vào cái lỗ cứng này được. Đó, lỗ trống này được. Giá thì sẽ là các bác lên cho em đó là xịt chống thấm nhá. Bao nhiêu nhỉ? Hả? Lên cho em là xịt chống thấm giá sẽ là 50k nhá. Xịt chống thấm này. Xịt chống thấm giá sẽ là 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này. 450ml các bác nhá. Xịt chống thấm này. Đấy. Thì đây, khi các bác xịt thì nó sẽ là phủ hết các cái phần khe hở như này và nó sẽ chống thấm rột rất là tốt luôn nhá. Đó, chống thấm rột rất là tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn này. Đây. Đấy, găng tay thức ăn như này thì các bác có thể dùng trực tiếp để mình chế biến thực phẩm thức ăn này, hoặc là dọn dẹp vệ sinh này, hoặc là dùng các công việc đều ok hết nhá. Một hộp này của nó thì sẽ là từ 80 đến 100 cái, rất là nhỏ gọn tiện ích nhá. Nhỏ gọn tiện ích và hàng rất là dai thì các bác có thể dùng để mình gọi là dùng đa di năng được luôn. Đấy, thứ nhất là làm thực phẩm, làm thức ăn này. Đấy, chế biến đồ ăn này. Đấy. Chất liệu của nó là giấy bóng lụa nhá, siêu mềm và siêu dai luôn. Đấy. Siêu mềm siêu dai. Khi mà các bác đeo vào là nó như thật luôn, nó như thật luôn thì mình dùng nó rất là tiện ích. Đấy, kể cả em cầm bút em viết cũng rất là ok này. Găng tay thức ăn này, giá sẽ là 25k trên một hộp như này. Số lượng từ 80 đến 100 cái nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp hũ đựng gia vị này. Giá sẽ là 15.000 trong cái hũ như này bằng thủy tinh nhá. Đấy, khi các bác về thì các bác lật ngửa cái phần này lên cho em.
nó sẽ có cho các bác một cái nắp đậy như này. Đấy, một cái nắp như này các bác này. Đấy, cái nắp đây. Và có thêm cho các bác một cái xìa luôn. Đó, một cái nắp như này. Con này ưu điểm của nó thì nó sẽ có sẵn cái xìa này luôn, các bác chỉ cần đậy cái xìa này vào thôi. Đấy, và khi mình xúc thì mình lấy đây này cho là xong. Đó, nó rất là tiện đây. Khi đậy vào thì ấn này xong, kín đáo sạch sẽ, không lo ruồi muỗi kiến gián này. Đấy, con này thì giá chỉ có 15k thôi, mà chất liệu của nó thì lại là bằng thủy tinh, cho nên là rất là sạch sẽ. Giá sẽ là 15k nhé. Bên mã giúp cho em đó là hũ gia vị nhá, hũ gia vị 15k cho một cái hũ gia vị như này, 15.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop lại tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái bình voi nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái bình như này, thì các bác chuyên dùng để mình đựng nước rất là ok. Đấy, inox 316 này, dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, dung tích 1 lít này. Ưu điểm của con này thì rất là tiện này, các bác chỉ cần mở nắp như này ra cho em là xong. Đó, rất là tiện luôn. Thì các bác có thể uống trực tiếp này, hoặc là ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái vòi hút tự động như này, thì các bác lắp một cái đầu này là một cái đầu vòi mềm này, thì các bác lắp vào cho em, sau đó thì mình để xuống dưới đít này, để xuống dưới đít nhá, và một cái đầu vòi cứng này thì các bác lắp vào, sau đó thì mình để lên trên này. Đấy, nó sẽ là đầu mềm này để dưới này, thì các bác chỉ cần lắp vào đây cho em là xong. Inox 316 này, sáng bóng đẹp này, giữ sạch sẽ này các bác này. Đấy, có quai quai đeo này các bác này, có quai đeo này, rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, và khi các bác dùng thì cần mở cái nắp này ra là các bác mút trực tiếp vào cái đầu vòi này luôn. Đấy, hoặc có thể không dùng, không thích dùng cái nắp này thì các bác uống ở đây, uống cái đầu này hoặc mút ở đây. Đấy, đậy nắp lại này, ấn gioăng vào này, rất sạch sẽ luôn. Các bác có thể mua để mang đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch, thể dục thể thao đều ok hết nhá. Theo một cái nghiên cứu mới nhất của Mỹ thì trong cái nước đóng chai là có sẵn vi nhựa, cho nên là các bác không nên dùng cái nước đóng chai nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Hả? Các bác lên cho em là bình voi nhá. Đấy, bình voi giá sẽ là 160k nhá. Đấy, dung tích của nó thì khoảng 1 lít 2 đến 1 lít 3 nhá. 1 lít 2, 1 lít 3, hàng khá là to luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái túi túi vuông nhá. Con này thì sẽ là 190.000. Đấy. 180.000, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái ngăn đằng trước như này. Đấy, đằng trước có 1 2 ngăn này, đằng sau một ngăn là 3 này, và một ngăn to là 4 này. Chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên, có màu xanh và màu xám nhá. Đấy, có quai đeo như này các bác này, có quai đeo như này. 180.000, bên trong có hai ngăn nữa, một ngăn khóa và một ngăn phụ. Có màu xanh và màu xám như này nhá, màu xanh màu xám đen như này. Đấy, gọi là màu xanh và màu xám, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Về nhà các bác cứ chuẩn bị bật lửa đây đốt thoải mái cho em. Đốt vô tư, đốt thoải mái, không phải lan tan. Đấy, tại vì con này thì bên shop bao cho các bác là 100% là da bò tự nhiên, cho nên là các bác không phải nghĩ nhá. Đấy, 100% là chất liệu của nó là da bò tự nhiên, cho nên là dùng nó rất là thích các bạn. Đấy, dùng rất là ngon lành cho các bác luôn. 100% là da bò tự nhiên như này. Đó. Về nhà các bác có thể lấy máy lửa đốt vào đây, đừng đốt vào cái chỗ phần chỉ, phần khóa này là được. Đấy, khóa bằng đồng các này, khóa bằng đồng rất là ngon luôn. Có quai đeo và sách đồng hành, chiều cao 25, chiều rộng 20. 180.000 cho một cái túi da bò như này nhá. Đây cho em là túi vuông 180.000. Đó, rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái điện thoại 4 sim này. Đấy, đây nó sẽ làm con điện thoại rất là chất lượng như này. Đấy, 4 sim cho các bác sử dụng luôn. Về nhà thì các bác bóc cái màng ra cho, sau đó thì lắp sim vào cho em. Sim thì ở dưới đít này nhá. Đấy, 4 khai sim luôn. Giá sẽ là 450.000. 450.000 cho con điện thoại 4 sim như này. Rất tiện ích nhá. Con này thì có cả đèn pin này. Các bác ấn này lên cho em là một con đèn pin rất là sáng luôn nhá. Các bác có thể dùng là đi ban đêm nhá. Là một con đèn pin chứ không phải đèn led đâu. Có máy chụp ảnh các thứ đàng hoàng. 450k cho con điện thoại 4 sim như này. Rồi ok. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên em về một lô cái đồ kim khí rất là đẹp, để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó, đơn dưới 200 thì cộng cho em 30.000, ship trên 200 thì các bác đã được hoàn toàn bao ship rồi. Tên số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái hàng vít cân ký nhá. Bên em thì bán theo cân ký, em bán rất là nhiều rồi. Đó, các bác nhận hàng thì cũng ok thôi. Tại vì là thực ra thì số lượng thì từ 7 đến 15 chiếc trên một cân, và cái giá thì rất là tốt cho các bác rồi, chỉ có 110.000 thôi. Đây, em sẽ cân thử cho các bác nhé. Khi bên em nhặt hàng cho các bác thì nó sẽ là to, nhỏ, lớn, bé, mẹ, con, dẹt, tròn, ba khe, mũi, phế. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, và combo nó sẽ là một cân như này. Một cân thì có to, nhỏ, lớn, bé, dài, ngắn, đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, cơ bản một cân thì nó sẽ là tầm này nhá. Sẽ là tầm này các bác này. Đấy, thì số lượng của nó thì nó sẽ vào khoảng từ 7 đến 10 cái nhá. 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10 này. Đấy, 11, 12 chiếc như này.
to nhỏ lớn bé có dẹt có ba khe các bác nhá. Đấy, combo cho các bác như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là vít cân ký nhá. Lên cho em là vít cân ký này. Vít cân này, vít cân giá sẽ là 110k trên một cân. Và nửa cân thì sẽ là 60k nhá. 60k cho một nửa cân các bạn, 60.000 cho một nửa cân. Đấy, còn một cân thì nó sẽ là 1 kg thì sẽ là 110.000 và 0,5 kg thì nó sẽ là 60k nhá. 60k cho nửa cân. Đây. Đấy, hàng thì bên shop sẽ nhặt ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ đầy đủ cho các bác, to nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác như này để các bác về mình sử dụng nhá. Đấy, có to, có nhỏ, có lớn, có bé này. Đấy, một cân được rất là nhiều các bạn, một cân rất là nhiều này. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, khoảng 12 chiếc nhá, khoảng 12 chiếc. Đấy, nó sẽ là từ 7 đến 12 chiếc. Bên em sẽ nhặt ngẫu nhiên cho các bác, to nhỏ lớn bé, dẹt tròn ba khe đầy đủ cho các bác. Ngẫu nhiên là từ 7 đến 12 chiếc nhá, từ 7 đến 12 chiếc. Đó thì bên shop sẽ nhặt ngẫu nhiên thôi. Chấp nhận nó phải có cái to, có cái nhỏ, có cái dài, có cái ngắn đâu nhá. Đấy, chứ không gọi là mình mua hàng cân ký thì không thể là nhặt chọn được. Bên em bán cân là bán giá rất là tốt rồi. Cho nên bên em sẽ không bán chọn đâu. Đấy, em sẽ nhặt ngẫu nhiên như này, một cân như này các bác nhá, để cho các bác tha hồ các bác thoải mái các bác sử dụng thôi. Vít bãi cân ký, giá thì rất là tốt cho bác luôn nhá. Đấy, có những con thì đây. Đấy, có những con vít đóng như này các bác này. Đấy, có những con vít đóng như này. Thì nói chung là to nhỏ lớn bé đầy đủ cả cho các bác mình sử dụng thôi. Giá thì rất là tốt rồi. Chỉ có 110.000 cho một cân và các bác mua nửa cân thì sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy bên shop cũng về số lượng đây và giá rất là tốt cho bác luôn. Một con dao dọc giấy rất là đẹp như này các bác này. À, rất là đẹp cho các bác luôn. Thì combo của nó sẽ bao gồm là cả dao cả lưỡi nhá. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là cả dao cả lưỡi luôn. Thì đấy sẽ là combo như này, cả dao cả lưỡi cho các bác này. Em bán lẻ thì sẽ là 15k một chiếc nhá. Bác nào mua lẻ thì sẽ là 15k cho một chiếc như này. Còn bác nào mua combo thì giá của nó sẽ là 3 chiếc sẽ là 30.000 nhá. Đấy. Mua lẻ thì sẽ là 15k này, 15k trên một cái này, một cái. Đó, còn mua từ 3 cái thì sẽ là 30k nhá. 3 cái thì giá chỉ có 10.000 thôi. Đấy, còn mua lẻ thì chấp nhận là 15.000 các bạn. Các bác mua lẻ thì thông cảm cho em sẽ là 15.000 một chiếc. Còn các bác mua từ 3 chiếc thì giá sẽ là 30.000 nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái con dao dọc giấy rất là ngon lành cho các bác luôn. Bên ngoài của nó thì bằng cao su non, bên trong thì bằng nhựa cứng. Đấy, và các bác thay lưỡi rất là dễ, chỉ cần tháo cho em cái đít này ra này và các bác đẩy lưỡi ra là mình thay thôi. Sau đó thì mình đưa vào, nó rất là tiện dụng và hàng thì dùng cực kỳ là ngon lành. Các bác làm thợ, làm trần thạch cao hoặc là làm các công việc sử dụng lặt vặt trong gia đình thì cũng rất là cần và giá của nó rất hợp lý, chỉ có lẻ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mẫu kìm đây. Thì các bác lên xem là kìm đỏ nhé, kìm đỏ. Nhưng mà nó về thì nó sẽ có 3 màu này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho bác thôi. Gửi màu ngẫu nhiên. Nhưng mà bên em lên nó sẽ là lên tên của nó là kìm đỏ nhé. Kìm đỏ. Đấy, các bác lên xem là kìm đỏ đa năng. Ở đây thì nó sẽ là một con kìm rất là đa di năng như này. Có lò xo đẩy ra thì khi các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, có lò xo đẩy ra như này thì... Có lò xo đẩy ra như này thì các bác dùng là rất là tiện. Không cần phải lấy tay để kẹp ra nhé. Ngoài ra đây thì nó sẽ có cho các bác là các chức năng này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật này. Hàng nội địa của Nhật này. Đấy, thép CRV này. Bắt đầu của nó thì nó sẽ có cho các bác là tuốt dây này. Tuốt dây thì nó sẽ có cho các bác là tuốt từ dây 1 chấm đến dây 2 chấm nhá. Đấy, 1 chấm đến dây 2 chấm này. Đấy, tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái bấm cốt này. Tiếp theo là cắt dây này. Rồi vặn ốc này. Rồi xoắn dây đầy đủ cho các bác luôn nhá. Xoắn dây, nắn dây đầy đủ. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con kìm như này, giá của nó sẽ là 100.000 tròn nhá. Đây, đấy các bác dùng để kẹp dây kẹp giếc này rất là ngon luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. Đấy, lên cho em là kìm đỏ này. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k nhá, 100k cho một con kìm đỏ như này. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái cưa gấp nhá. Đấy, cưa gấp hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Fugu các bác này, Fugu Japan này các bác này. Đó. Con này thì hàng cực chất luôn. Các bác có thể uốn cong thoải mái này. Đấy, lưỡi của nó là thép lưỡi cưa cực kỳ bền đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là có cái phần mở hình hạt bòng như này. Khi các bác dùng thì nó sẽ gọi là các cái phần ví dụ như là nhựa cây này hoặc là các cái phần mùn cưa nó sẽ đọng ở đây. Đấy, thì khi các bác cưa thì nó sẽ rất là nhẹ và bong cưa, dùng nó rất là thích. Đấy, cây to, cây nhỏ các bác cưa được hết. Đường chiều dài của lưỡi thì khoảng 30cm nhé, khoảng 30cm. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có 50k cho một cái cưa gấp như này thôi. Lên cho em là cưa gấp trắng đen. Giá sẽ là 50k một chiếc nhé, 50.000 cho một chiếc như này. Đó,
Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con cưa lách hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan cái này. Đấy, một con cưa lách như này. Con này các bác dùng để cưa cây, cưa cành, những cái cành răm, cành nhỏ rất là ok. Chiều dài của lưỡi thì nó cũng vào khoảng là 20 và lấy cho anh hai cái thước rút ra đây anh quay luôn. Đấy, vào khoảng là tầm trên 20 cm một chút nhá, trên 20 cm một chút. Đó thì cũng rất là tiện này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để cưa các cái cành răm, cành nhỏ này, hoặc là những cái cây nhỏ các bác cũng cưa được hết nhá. Cây nhỏ các bác cũng cưa được hết luôn. Đấy thì combo cho nó như này, hai cái luôn. Combo như này và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con cưa lách như này, giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, ở đây thì chiều dài tổng thể của nó thì nó sẽ là vào khoảng là gần 40 cm, 37 cm nhá. Phần lưỡi của nó thì vào khoảng là 22 cm. Đó đây. Đấy. Made in Japan này. Con cưa lách này sẽ là 40.000 nhá. Các bác lên cho em là cưa lách. Giá sẽ là 40k cho một con cưa lách như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con kéo cắt cành cam này. Đấy. Đây nó sẽ là một con kéo chuyên để các bác cắt cành to. Cắt cành to một chút, giá thì nó sẽ là 70.000. 70.000 cho một con kéo cắt cành như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k một em nhé, 70k một em. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy. Đấy, hàng cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật. Đấy, và đây thì các bác có thể dùng để mình cắt cành rất là ngon luôn. Đấy, thép SK5 này. Thép SK5 không gỉ này. Đó, các bác dùng rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, cắt cành rất là to. Những cái cành to các bác có thể cắt thoải mái này. Đấy, các bác đưa vào cắt thoải mái luôn. Đấy, chất thép của nó thì cực kỳ bền bỉ cho các bác này. Con này thì sẽ là 70.000 nhá. Các bác lên cho em là kéo cành cam nhá. Giá sẽ là 70k. Đó. Kéo cành cam 70.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dàn sản phẩm đó là cái kéo tỉa nhá, kéo tỉa như này. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox, cũng là hàng nội địa của Nhật này, made in Japan này. Con này các bác dùng để tỉa răm này, đấy tỉa răm này. Đấy, các bác chuyên dùng để tỉa răm rồi tỉa các cái cành nhỏ rất là ok luôn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50.000 cho cái con kéo tỉa inox như này. Lên cho em là kéo tỉa inox, giá sẽ là 50k nhá, 50.000 cho con kéo tỉa inox như này. Đấy. Không, cái hộp nào nó vỡ, nó có mấy hộp vỡ thôi. Sản phẩm thì mấy hộp vỡ nó bị vỡ ra đây. Thì giá của nó sẽ là nếu các bác mua trọn bộ nhá, mua trọn bộ. Đấy. Combo nhá, lên cho em là combo 4 cưa kéo nhá. Đấy, 4 cưa kéo, giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho 4 món. Đấy, thì đây. Sẽ bao gồm cho bác là hai cưa này. Hai cưa và hai kéo. Hai cưa và hai kéo thì sẽ là có cưa gấp và cưa lách, một kéo cắt cành và một kéo tỉa như này. Đấy, nếu các bác mua combo 4 món giá chỉ có 160.000 thôi. Còn mua lẻ thì cưa gấp này sẽ là 50.000 này, cưa gấp 50.000. Đấy. Cái kéo tỉa này cũng là 50.000 này. Cái cưa lách này sẽ là 40.000 và con kéo cắt cành này sẽ là 70.000. 70.000. Đó thì cái này nó sẽ là hai món này đã là 100 này. 100 là đi thành hai món này 100 là đi 170 này. 170 40.000 nữa là vào đi 201 nhá, 201. Còn nếu các bác mua combo 4 món giá chỉ có 160.000 thôi. 160.000, rất rẻ các bạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm này, thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một dòng là 5m và một dòng là 7m rưỡi nhá. 5m và 7m rưỡi đều là dòng tự hãm hết nhá, rất là tiện luôn. Đó, rút ra nó sẽ tự hãm như này các bác này. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm rất là tiện. Ở đây thì bên shop về cho bác thì nó sẽ có hai mẫu, dòng 5m rưỡi, dòng 5m và dòng 7m rưỡi, hàng nội địa của Nhật Japan đây. Và cái giá thì rất là tốt luôn. Đấy. Cái con thước 5m thì giá sẽ là bằng 40k nhá, 40k. Còn con 7,5m thì giá của nó sẽ là 50k. Đấy, nó chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Lệch nhau có 10.000 tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của bác nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó, con này 5m và rút ra nó sẽ tự hãm này. Rút ra tự hãm thì các bác dùng rất là tiện, không phải lăn tăn. Đấy. Và con này thì rút ra tự hãm này và các bác bóp vào này xem. Đó. Con này thì giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, 50k. Thì các bác có thể lấy con 4m hoặc con 5m hoặc con 7m rưỡi tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Được, ok. Hello các bác nhá. Hôm nay thì Phạm Bốn lại tiếp tục chương trình quay trở lại giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay thì bên shop về ngập tràn các cái mã đồ kim khí để lên trân trọng gửi tới các bác, cũng là khai xuân đầu năm luôn. Chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, thành công trên bước đường học tập như công tác của mình. Đây là các cái số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Em lên cho các bác một số cái mã khò ga này. Khò ga thì bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là có 3 mẫu cơ bản như này. Đó.
ba mẫu cơ bản các bác nhá. Đây, đây nó sẽ là ba mẫu khò gà của bên em này. Thì đầu tiên này em lên cho bác cái khò gà đồng này. Con này thì về nhà các bác phải mồi, nó không tự động đánh lửa, nhưng mà con này thì nó là dòng khò gà đúc, cho nên là nó rất là chắc và nó bằng đồng hết, đúc rất chắc chắn luôn. Đó. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k cho một con khò gà đồng như này nhá, 90k. Đó, lên mã giúp cho em là khò gà đồng 90.000 một chiếc như này. Đấy, tiếp theo là bên em về cho bác cái khò gà trắng này. Đấy, khò gà trắng. Dòng này thì cái lõi bên trong tiếp xúc lửa của nó là bằng đồng và dòng đánh lửa tự động. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. 50k cho một con khò gà trắng như này. Lên mã giúp cho em là khò gà trắng, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khò gà đại nhá. Các bác lên cho em là khò gà đại. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120k cho một con khò gà đại như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng to. Đây, cái phần tiếp xúc lửa của nó rất là lớn các bác này. Đấy, tiếp xúc lửa lớn thì rất là to. Con này thì các bác có thể dùng để mình thui gà, thui lợn, thui chân giò, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Hoặc các bác làm thợ này, hàng đều là hàng của Nhật hết nhá, Japan con này. Đó, con này thì sẽ là 120.000. Đấy là các cái mẫu khò gà bên em. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái kẹo chuột các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng kẹo để khi mà mình sử dụng thì nó rất là tốt luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng nhập khẩu của Thái Lan nhé, hàng nhập khẩu của Thái Lan. Đây, toàn bộ là chữ Thái hết này. Đấy, toàn bộ chữ Thái hết. Đây, màu hồng như này rất là thu hút chuột luôn. Chuột nó đến thì nó sẽ ăn cả đàn luôn nhá. Đấy, nó sẽ đến là nó sẽ cả đàn nó ăn vào đây luôn. Đấy, thì là nó sẽ một con đến và nó sẽ dụ cả đàn đến ăn luôn, thì chết cả đàn luôn. Đấy, và giá thì chỉ có 30k cho một hộp kẹo chuột như này thôi, 30k nhá. Các bác lên cho em là kẹo chuột này, đó, kẹo chuột. Giá sẽ là 30k cho một hộp kẹo chuột như này, 30.000. Đó, chết cả đàn luôn, con này thì cực kỳ là nhạy luôn. Nhiều bác thì chỉ có kêu là nó chết thì nó lại trong gầm tủ, gầm giường thì nó hơi khó chịu một chút, nó mùi. Đấy, còn lại là rất là nhạy luôn nhá. 30k cho một kẹo chuột như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bột thông cống này. Đấy, Tết nhất các bác dùng nhiều rồi cái đường ống cống rãnh nhà mình nó tắc nhá, thì các bác dùng cái bột này cho em. Đó, đây nó sẽ là một cái dòng bột như này và nó sẽ là dòng bột sủi nhá. Thì các bác cứ đổ vào cái đường ống, đường cống, đường rãnh, chậu rửa mặt, chậu rửa bát, nhà tắm, toilet, tóc tai, cái thứ nó đóng cặn ở đây thì các bác rửa cho em. Đấy, sạch luôn. Đấy, lên cho em là bột thông cống nhá. Đấy, bột thông cống. Đây các bác này. Đấy, đây các bác. Bột thông cống của Nhật Bản. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Đấy, các bác thấy không? Anh em đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhá. Nguyên nhân cái cống nhà tắm nó hay bị tắc ấy là do giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Đấy, các bác thấy không? Kết quả này. Ok luôn nhá. Ngoài ra nó rất là tiện ích nhá. Đấy, thì khu vực nào tắc các bác cho hết vào cho nha. Đấy, lên cho là bột thông cống nhá. Giá thì chỉ có 25k cho một hộp như này thôi. 25k một hộp như này nhá. Về nhà các bác đổ trực tiếp lên cho em 260g này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Bột thông cống của Nhật nhá. Giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là một số cái đồ kim khí này. Đấy, thì nó sẽ có là cà lê đỏ và cà lê bạc này. Đấy, dòng này đều nó là dòng cà lê 8 đầu hết nhá. Đó, cà lê đỏ và cà lê bạc đây. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác là con cà lê bạc này. Cà lê bạc này thì sẽ là 130k nhá. Đấy. 130.000 cho con 8 đầu bạc như này. 8 đầu bạc 130.000. Con này ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là đầu này là 8 này, 10, 11 và 13. Đấy, còn đầu bên này nó sẽ là 13 đây. 14, 17, 19, 21, 14, 17, 19, 21. Đấy, thì con này các bác lên cho em là cà lê 8 đầu bạc nhá. 8 đầu bạc, giá của nó sẽ là 130.000. Còn con này thì nó thông số nó như nhau. Đấy, nhưng mà con này thì nó sẽ có màu đỏ, cho nên là em lên là cà lê 8 đầu đỏ nhá. 8 đầu đỏ, giá sẽ là 100k. Đấy, con này sẽ là 100k cho con cà lê 8 đầu đỏ như này. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện nhá. Một con cà lê mà mình có tới 8 đầu như này. 1 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, 5 6 7 8, tức là dùng một chiếc này là bằng 8 chiếc luôn. Đấy, rất nhỏ gọn này, các bác có thể xoay theo kiểu trực tiếp như này, hoặc là xoay theo chiều hông như này. Đấy, xoay như này hoặc là xoay theo chiều hông như này cũng được. Đó, nó rất là tiện. Đấy, nó làm nó hếch ra như này thì xoay nó rất là tiện luôn. Đó, con bạc này là 130.000 nhá. Và con đỏ này thì sẽ là 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con kìm chết các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm chết của Mỹ này. Hàng của thương hiệu Crosman của Mỹ nhá. Con này thì dùng siêu bền bỉ luôn. Bên shop bán rất là nhiều rồi đây. Đấy, hàng thương hiệu Crosman USA nhá, hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá. 100k cho một em kìm chết Mỹ như này. Đấy, các bác lên cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000. Hàng thì hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, độ mới của nó còn phải khoảng 95%, thép CRV không gì nhá, thép CRV không gì. Hàng này thì nó chưa qua sử dụng cho nên các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, đầm tay rất là sướng luôn. Và ưu điểm của con này thì các bác chỉ cần ấn lẫy này là nó tự bật ra luôn. Đó, nó rất là tiện.
lên cho em là kìm chết Mỹ này, thép CLV không gỉ này, USA này, đó USA, hàng của Mỹ. Con này thì giá sẽ là 100.000 cho con kìm chết như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con tô vít vạn năng nhá, con tô vít vạn năng. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi, 80.000 cho một con tô vít vạn năng như này. Ở cái đầu này thì các bác có thể lắp thêm pin vào đây. Đấy, còn lại thì em cũng không khuyến khích lắm, đa số là mình dùng ban ngày thì cũng không cần phải pin sáng làm gì. Đấy, nó có hệ thống đèn LED đây này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có 8 cái đầu tô vít nhá. 8 đầu tô vít thì nó sẽ có 4 đầu dẹt và 4 đầu múi. Thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, hàng 8 trong 1 luôn. Đấy, hàng 8 trong 1 luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng. Đây. Đấy, đầu bên này đầu dẹt này. Đó. Thì các bác dùng đầu nào thì các bác cho cái đầu đấy ra cho em. Đấy. Dẹt từ to đến nhỏ và múi cũng từ to đến nhỏ luôn. Đấy, múi cũng từ to đến nhỏ. Ngoài ra thì nó có một cái siêu phẩm là siêu nhỏ như này. Siêu nhỏ này thì các bác xoáy cái đầu ra cho em này. Đấy, xoáy đầu ra cho em. Đây. Và nó cũng có một đầu dẹt, một đầu tròn thì các bác dùng nó cũng thoải mái. Con này thì giá chỉ có cho cho các bác là 80.000 thôi, 80k. Đấy, lên cho em là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng, tô vít vạn năng này. Tô vít vạn năng. Tô vít vạn năng, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80k cho một con tô vít vạn năng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái tô vít, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là tô vít xanh nhá. Đấy, tô vít xanh đây. Đấy. Thì con này nó cũng rất là đa di năng luôn. Con này thì để các bác dùng để sửa chữa lặt vặt này. Một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít như này nhá. 30 đầu vít như này thì rất là tiện luôn. Đó thì các bác có thể lắp vào đây cho em này. Lắp vào đây là mình sử dụng này. Đấy, lắp vào đây mình sử dụng cho em. Đây. Đấy, các bác thấy không? Nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, lắp vào đây. Mình thích thay mũi nào thì mình thay mũi vào cho em. Và cái này nó cũng có cho các bác là đủ quyền là nâng lên hạ xuống này. Đấy, cho giãn ra nấc 1 này. Đấy, cho giãn ra nấc 1 hoặc cho sập xuống này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k thôi. 40k cho một cái vít xanh như này nhá. Đấy, 40k cho một cái vít xanh như này. Các bác lên mã giúp cho em là vít xanh nhá. Giá sẽ là 40.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít xanh này. Vít xanh, giá của nó sẽ là 40k cho một cái tô vít xanh nha, hộp vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm. Con này thì rất là tiện luôn. Đó, rất tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng khóa mà sẽ có cho các bác là đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một chiều là khóa thông thường. Đấy, như này là sẽ là khóa thông thường này. Còn một chiều là nó sẽ lật đảo, các bác đảo cái chiều này đi cho em. Thì cái chức năng còi hú nó sẽ hoạt động nhá. Khi mà trộm nó chạm nhẹ vào thì nó sẽ kêu là 3 tiếng và chạm mạnh thì nó sẽ hú lên như này. Đó. Và nó hú khá là lâu luôn, mà các bác phải mở khóa thì nó mới hết nhá. Đấy, hoặc nó sẽ kêu một lúc. Đấy, còn các bác muốn dùng bình thường các bác dùng này cho em. Còn muốn dùng cái chiều chống trộm thì các bác này cho em. Đó, các bác thấy không? Đó. Thì rất là an toàn luôn. Và cái giá thì nó chỉ có vài chục nghìn thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là khóa chống trộm nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k. Đấy, lên cho em là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm này. Đó. Khóa chống trộm giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cho một con khóa chống trộm như này. Giá thì siêu hạt rẻ cho các bác rồi. Giá quá là hạt rẻ rồi, và con này thì các bác sử dụng nó cũng rất là hợp lý thôi, rất hợp lý để mình sử dụng mình chống trộm, rồi nói chung là vừa là khóa cửa khóa nhà vừa chống trộm được luôn, thì nó cũng rất tiện ích. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý cô bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn, giá đầu năm giá yêu thương luôn nhá, 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khóa Đức nhá. Các bác lên cho em là khóa Đức này. Con này thì sẽ là 150.000 cho cái ổ khóa Đức như này. 150k cho cái ổ khóa Đức như này nhá. Đấy. Đây thì nó sẽ là một cái dòng ổ khóa này, rất là tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đây. Các bác lắp vào cho em này. Đấy, lắp vào cho em. Đó, sau đó thì mình mở ra này. Đây, hàng khi các bác nhận được thì nó sẽ là một ổ khóa như này. Đấy, ổ khóa Đức này. Hàng made in Germany này. Đó, made in Germany. Đó, và đây thì nó sẽ là một cái ổ khóa như này. Đó. Hàng rất to luôn, nó phải to bằng ngón tay trỏ của em này, to bằng ngón tay trỏ này. Đó, rất là to luôn nhá. Hàng này thì hàng khủng rồi. Các bác dùng ngoài trời trong nhà thoải mái cho em luôn. Ưu tiên cho các bác là có tới 4 chìa. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn, 4 chìa, và dòng này là dòng chìa tròn. Thì chìa tròn này thì bên trộm bên Việt Nam mình hoặc bên Tàu thì nó vẫn chưa sản xuất được cái phôi chìa tròn như này. Đó, thì nó có cái chức năng chống trộm rất là tốt luôn. Các bác dùng thoải mái luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái khóa Đức như này. Giá của nó sẽ là 130.000 thôi, 130.000 cho một cái khóa Đức như này. Đấy, chức năng chống trộm giúp cực kỳ là tốt luôn. Đó, chống trộm rất là tốt luôn. Và giá thì chỉ có 130.000 thôi. Đấy, 130.000. Lên mã giúp cho em đó là khóa Đức nhá, khóa Đức. Khóa đồng Đức này, đó. Khóa đồng Đức. Khóa đồng Đức giá sẽ là 130k. 130k một chiếc nhá. Rất là hợp lý cho các bác luôn, 130.000 cho một cái ổ khóa như này, bao gồm cho các bác là một khóa chống trộm chống cắt đầy đủ cho bác luôn. Trộm khóa như này là trộm không thể cắt được nhá. Đấy, chống trộm chống cắt các thứ đầy đủ cho bác luôn.
mà cái giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái ổ khóa như này thì cũng khá là tiện dụng để các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày. Đó, khóa Đồng Đức 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chống giật nóng lạnh nhá, chống giật bình nóng lạnh, thì con này thì nó quá là hữu ích rồi, đặc biệt là miền Bắc thì hay dùng bình nóng lạnh, miền Nam thì ít hơn một chút, nhưng miền Bắc thì mùa đông nó lạnh thì các bác phải dùng bình nóng lạnh, mà dùng bình nóng lạnh thì cái khả năng mà bị giật rất là cao, cho nên các bác dùng cái khóa chống trộm này cho em thì cực kỳ là an toàn luôn. Đó, rất là an toàn luôn nhá. Đấy, thì cái chống giật nhá, chống giật này cực kỳ là an toàn luôn. Giá sẽ là 40k cho một chiếc như này nhá. 40k một chiếc như này. Thì các bác mua là mua một đôi thì mình sẽ lắp cả dây nóng cả dây lạnh cho em luôn. Đấy, cái này nó sẽ là bằng sứ này, bằng sứ thì nó sẽ là chống truyền dẫn điện rất là tốt luôn và chống giật cực kỳ là an toàn luôn. Đây em sẽ cho các bác xem video. Đây các bác này. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh. Lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào tường chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà, tránh mọi sự cố đáng tiếc xảy ra. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh, lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào tường chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà. Đấy, giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá chỉ có 40.000 cho một con như này thôi. Đấy, các bác mua chỉ có mất có 80.000 thôi. Về tháo lắp cũng rất là dễ dàng mà an toàn. Hàng chống giật của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái kìm các bác nhá. Đấy, kìm thì các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Bên em gọi nó là kìm đỏ. Đấy, tại vì nó cũng có cả màu xanh, màu đỏ, màu cam như này, màu bạc như này. Nhưng bên em gọi chung nó sẽ là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy, kìm đỏ đa năng. Giá thì chỉ có 100k cho một chiếc kìm này thôi. 100.000 nhá. Đấy, 100k cho một chiếc kìm như này. Con này thì rất tiện dụng luôn. Hàng thì có lò xo đẩy như này thì dùng nó rất là nhàn. Thứ hai nó sẽ có cho các bác là cái phần là tuốt dây này. Đấy, tuốt dây này. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây bấm cốt này, cắt dây này, xoắn ốc này, rồi nói chung là vặn dây vặn giếc này. Đấy, và có cả cái phần để các bác làm búa này. Đây, cái phần này làm búa này. Đấy, búa gõ như này, rất là tiện luôn. Kìm thì dài khoảng 21-22 cm, rất tiện dụng, vừa tay. Đấy, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Thép CLV của Nhật đây. Đó, toàn bộ chữ Nhật hết này, chữ triện của Nhật này. Giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em là kìm đỏ nhá. Giá sẽ là 100.000. Đó, kìm đỏ, giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là ép tỏi nhá. Ép tỏi, con này thì hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đấy, Winling hay hình người của Đức như này. Đó. Con này thì giá sẽ là 100k cho con ép tỏi như này nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Con này thì siêu tiện dụng luôn. Các bác có thể dùng trực tiếp để mình cho tỏi, cho hành rồi cho các cái loại củ ở đây, mình ép ra là xong. Nó rất tiện ích và dễ sử dụng. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho con ép tỏi như này thôi. Rồi ok. Vâng, lại là em Phạm Huấn đây, tiếp tục quay trở lại giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác tò tí te. Đó. Em lên cho các bác các cái mã móng tay của bên em thì bên em hiện tại bây giờ đang phân phối nó sẽ có 3 mẫu móng tay. Đầu tiên nó sẽ là móng Đức. Bộ này thì combo của nó sẽ là 3 chiếc. Đấy, 3 mẫu móng Đức, combo của nó sẽ là 3 chiếc nhá. Đấy, một hộp 3 chiếc, hàng đựng trong một cái hộp nhôm. Rất chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đấy, hộp 3 chiếc. Rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Combo một hộp 3 chiếc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho 3 cái cắt móng tay như này. Hàng siêu đỉnh, siêu đẹp. Hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức. Đây, Winling hay hình người của Đức này. 100.000 cho 3 chiếc như này. Bây giờ nếu các bác mua một cái dùng một cái cắt móng tay đẻo thôi, nó cũng đã phải mất đi vài chục nghìn rồi, vài chục nghìn rồi. Đấy. Thế mà đây hàng đẹp, hàng chất lượng cũng chỉ có 30.000 thôi. Dùng để cắt thì cực kỳ là ngon luôn nhá, tanh tách luôn. Đó, để các bác xem. Đấy, cắt rất là ngon. Và nó có cái phần này để các bác đựng cái phần móng tay thừa vào đây. Đó, đây cái này là cái dây bóng này, các bác bóc ra này. Đấy. Có cả cái phần để các bác mài luôn. Đấy, các bác cắt xong thì các bác mài đây cho em này. Đây cái này nó có cái dây bóng này, về nhà các bác lột ra cho em nhá. Đó. Và có cho các bác là
hai cái cắt, một cái to, một cái nhỏ và một cái bấm khóe này. Đấy, cái này để các bác đưa vào các cái khóe tay, khóe chân như này để mình cắt cho nó triệt để và nó vệ sinh nó dễ các bạn. Đây, đấy, cắt đi nó rất là tiện dụng luôn. Đấy, bác nào mà đi cấy mà bị bùn nó đâm vào móng chân ấy, đấy, về nhà nó đau nhức, các bác dùng cái khóe này cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái bộ bấm móng Đức như này nha. Đấy, các bác lên cho em là bộ móng Đức nha. Bộ móng Đức giá sẽ là 100k. Đó, 100k cho con móng Đức như này nha. Đấy, lên mã giúp cho em đó là móng Đức giá sẽ là 100.000. Đó, móng Đức này. Đấy, móng Đức 100k này. Đó, 100k cho bộ 3 chiếc như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em cái bộ này thì nó sẽ là bộ ví hồng nha. Cái bộ này là bộ huyền thoại rồi, 60.000 thôi. Bên em bán thì rất là nhiều rồi. Đấy, nó sẽ là một cái bộ ví màu hồng như này. Đây, đấy, đây nó sẽ là một cái ví màu hồng nhá. Bên em gọi nó là ví hồng, 60.000. Con này thì nó cũng có ba cái bấm móng như cái bấm móng Đức kia. Đấy, ba cái bấm móng Đức nhá. Đấy, tức là có ba cái bấm móng như này. Một cái to, một cái nhỡ và một cái bấm khóe này. Một cái kìm cắt da chết này, một cái kéo này, tỉa lông mũi này, một cái nhíp này và cái bộ để các bác nặn mụn rồi vệ sinh. Đấy, vệ sinh lấy dái tai các kiểu con này điều luôn, vệ sinh móng tay, mài rũa. Đó, giá thì sẽ là 60.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví hồng này, ví hồng. Đấy, giá sẽ là 60k cho một em ví hồng như này. Đó, lên mã giúp cho em đó là ví hồng này, ví hồng 60k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví xanh này. Ví xanh con này thì to hơn, đẹp hơn, nhiều chi tiết hơn. Cũng là con này có 100 à? Ví xanh cũng 100k luôn nhá. Lên cho em là ví xanh cũng 100.000 luôn các bạn. Đấy, thì các bác có thể lấy cái bộ ba móng Đức hoặc là cái bộ ví xanh này cũng được, tùy theo. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Để combo cho các bác ba mẫu luôn để các bác tha hồ thoải mái mà lựa chọn các bác nhá. Đấy, đây. Thì nó sẽ là ba món như này, ba món như này. Rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Ví xanh nhá. Đấy, ví xanh. Ở đây thì em về theo lô, có lô thì màu xanh, có lô thì màu đen. Đấy, nhưng mà nó chất liệu thứ thì như nhau thôi. Con này thì có tới cho các bác là 4 cái bấm móng luôn. 1, 2, 3, 4 cái bấm móng này. Một cái kìm này. Đấy, rồi các cái đồ nặn mụn tẩy da chết này. Có cả nạo gót chân này. Đấy, đây là cái lưỡi nạo này. Còn đây là cái đầu mài này. Đấy, các bác có thể thay tháo ra để mình mài, nạo. Cũng khá là đẹp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang ưu ái gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đó, 100.000. Đấy, móng Đức cũng là 100.000, ví xanh cũng là 100.000. Còn lại là ví hồng là 60.000. Các bác có nhu cầu mua cái nào thì tùy nhu cầu và mục đích sử dụng của các bác. Đó. Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Các bác cứ cân nhắc mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship. Đấy, nó chỉ có đơn giản như vậy thôi để phục vụ các bác. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái con dao gọt của Nhật các bác nhé. Đấy, các bác lên cho em là dao các bác lên cho em đó là cái các bác lên cho em là dao gọt 2 nhá. Lên cho em là dao gọt 2. Con này chiều dài của nó khoảng 20 cm. Hàng của thương hiệu Wattbo này. Đấy, Wattbo Japan. Con này nó sẽ là dòng liền thân nhá. Siêu bén luôn các bác này. Đấy. Một cái dây bóng dai nhá, dây bóng dai như này mà em còn dọc được nhá. Là các bác thấy cái độ bén của nó rồi. Đấy, tức là nó phải siêu bén luôn thì nó phải dọc được cái dây bóng dai như này. Đấy, còn đối với giấy thông thường thì nó quá đơn giản thôi nhá. Đối với giấy thông thường thì quá đơn giản rồi. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con dao gọt 2 như này. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80.000 cho con dao gọt 2 như này nhá. Lên mã giúp cho em là đó là dao gọt 2 nhá. Gọt 2. Giá sẽ là 80k. 80k cho một chiếc dao gọt 2 như này. Chiều dài khoảng 20 cm nhá. Gọt 2 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con robot hút bụi nhá. Đấy, robot hút bụi. Giá thì chỉ có 120.000 thôi. 120.000 cho mấy em robot như này các bạn. Đấy, 120k. Đây, ở nhà các bác chỉ cần ấn cái nút này cho em là nó chạy thôi. Đấy, tháo cho em cái phần cản pin này ra này. Đây nó có phần cản pin, tháo ra cho em. Và tháo cái chân này ra. Đây là cái chân này điều hướng này. Nó xoay nó sẽ điều hướng. Đây.
Đây khi em mở máy ra cho các bác xem thì hàng mới tinh nhá. Đấy, hàng mới tinh. Chưa hề có một hạt bụi nào luôn, bóng loáng luôn nhá. Bây giờ em sẽ hút thử cho các bác xem. Đấy, hút thử cho các bác xem cảm nhận được cái độ sạch của nó nhá. Đây. Đấy, các bác bật lên xem. Máy chạy này. Đấy, rất là ngon lành nhá. Đấy. Con này thì nó chạy được cả trên thảm cả dưới đất nhá. Đấy. Cả trên thảm này, cả dưới đất đều ok hết nhá. Đó, các bác thấy không? Đây, máy đang chạy đây. Rất ngon lành luôn. Máy đang chạy đây. Đấy. Đấy, đây là em cho chạy trên thảm nhá, còn chạy dưới đất thì các bác này, đấy, chạy dưới đất đây. Đó, các bác thấy không? Rất là ngon luôn. Con này thì miễn chê luôn. Nó chạy cực kỳ là khỏe, êm ái và ngon. Đấy, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Chỉ có 120k thôi. Đấy đây. Bây giờ em sẽ cho nó dừng để test cho các bác xem. Đấy, em đã cho nó dừng rồi. Bây giờ các bác em mở nắp cho các bác xem cái lượng bụi bên trong nhá. Đấy. Nó chỉ chạy có khoảng 30 giây thôi, nhưng mà cái lượng bụi mịn của nó đã hút vào nhiều như này các bác này. Đặc biệt là các cái phần bụi lông, bụi mịn này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, thì những cái bụi mịn này nếu như mà thông thường các bác dùng gọi là dùng chổi quét thì không bao giờ quét được những cái dòng bụi mịn như này. Bụi to thì không nói làm gì rồi. Những cái bụi mịn như này thì dùng chổi thông thường là không quét được, và khi đó thì các bác dùng con máy hút bụi này cho em thì nó rất là tốt luôn. Đấy, thì các bác nên dùng con này, cực kỳ là tiện ích luôn, rất sạch sẽ tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái giá, nó gọi là cái giá quá hạt rẻ để tri ân rồi. Đấy, giá này là giá tri ân các bác rồi nhá. Đấy, chỉ có 120.000 thôi, 120.000 cho một con máy hút bụi như này. Đấy, thì các bác lên cho em là robot hút bụi nhá, tại vì bên shop có cả dòng máy hút bụi nữa. Lên cho em là robot hút bụi này, robot này, đó, robot hút bụi. Giá của nó sẽ là 120k một chiếc nhá, 120.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo tỉa inox nhá, hàng made in Japan này. Đó, kéo tỉa inox đây. Hàng made in Japan. Con này thì các bác chuyên dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm thì rất là ngon luôn nhá. Đấy, đây con này, đây. Cắt tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm này. Đây. Đấy, những cái dây bóng này cắt rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Thì các bác dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm thì rất là tuyệt vời luôn các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đó, các bác theo. Đây. Đấy, phần của nó thì nó sẽ có cái phần đầu giáp lưỡi cưa như này. Thì khi mà các bác dùng thì nó rất là bám cây nhá, không bị trượt nhá. Đó. Bám cây, bám lá rất là tốt luôn, chuyên để tỉa dăm. Lên cho em là các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Đấy, hàng made in Japan, nội địa của Nhật các bác này. Đấy, made in Japan này. Giá của nó sẽ là 50k nhá, hàng made in Japan này. Đó. Giá của nó sẽ là 50k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox này. Kéo tỉa inox giá của nó sẽ là 50k cho con kéo tỉa inox như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá, có màu đen, màu đen, màu xanh và màu ghi như này. Đấy. Giá thì bên shop trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ theo combo. Đấy. Bán theo combo con nhá. Đây, đấy, đây con này. Rất là ngon lành luôn. Có cái cao su chống dính rất là tốt nhá. Hàng bằng vải mịn nhá. Nó sẽ là bằng vải này. Đấy, hàng bằng vải dệt 5D. Đấy, cực kỳ là thoáng khí, các bác dùng không bị nóng tay và rất là ôm tay luôn. Em cầm bút viết thoải mái luôn. Đấy, các bác lên mã giúp em đó là găng tay lao động nhá. Đấy, găng tay lao động này. Đó, lao động giá của nó sẽ là 5 đôi sẽ là bằng 40k. Đấy, và 12 đôi thì sẽ là 70k nhá. 70k. Đó. Một bịch này của nó là 12 đôi là 70.000. Đấy, còn các bác mua lẻ thì bên em bán từ 5 đôi trở lên. 5 đôi sẽ là 40.000. 40.000 cho 5 đôi. Đó. Giá thì rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Đó. 5 đôi chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì đây bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nắp cống đồng nhá, nắp cống đồng. Đây. Đây nó sẽ là một cái nắp cống như này. Đấy. Nắp cống bằng đồng nhá, bằng đồng nguyên chất như này. Thì khi các bác dùng thì nó rất là ngon luôn. Đó, khi các bác dùng nó rất là ngon luôn. Đây. Nó sẽ là một con nắp cống bằng đồng này. Đấy. Đây các bác nhá. Đó. Bằng đồng nguyên chất này. Khi các bác cho nước vào thì nước xả nước thì nó mới mở nắp nhá, còn không thì nắp nó luôn đậy như này. Thì nó sẽ ngăn mùi cho các bác rất là tốt luôn. Nắp cống đồng ngăn mùi. Giá sẽ là 50k. Đấy, lên cho em là nắp cống đồng nhá. Nắp cống đồng này 50k một chiếc nhá. 50.000 cho một cây nắp cống đồng. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Các bác nhá. Có thể lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính đấy các bác nhá. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối. Đóng mở nước tự động. Khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại. Ngăn chặn mùi hôi côn trùng chui lên từ ống cống nhá các bác nhá. Thực sự không có mùi hôi nữa khi sử dụng van ngăn mùi hôi bằng đồng như này nhá các bác nhá.
có thể lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính nha các bác nhé. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối, đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại. Đó, giá chỉ có 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái ô nhật tự động nhá, ô dù nhật tự động đây. Đấy. Thì giá thì chỉ có 80k thôi, nó sẽ có các màu như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy. Con này ưu điểm của nó rất là tiện này, khi các bác mở ra thì chỉ cần bấm này là nó sẽ bật ra. Đấy, bấm này sẽ bật ra. Dòng ô này của em thì nó sẽ là dòng ô nan kép nhá. Đấy, nan kép cho các bác khi mình sử dụng thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, khi các bác bấm vào thì chỉ cần bóp này nó sẽ vào thôi. Đó, còn khi mình cho vào rồi thì mình lại bóp vào này, bóp này sẽ ra này. Đấy, bấm vào nó sẽ vào. Dòng này của nó là dòng nan kép 10 nan nhá. Đấy, nan kép 10 nan, dùng thì cực kỳ thuận tiện luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật nhá, ô dù Nhật. Giá thì chỉ có 80k một chiếc thôi. Ví dụ như các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích. Một tay mình có thể mở ô ra được rồi. Đấy, thì khi các bác ở trên ô tô xuống này hoặc là tay mình đang bận cầm cái nọ kia thì các bác không cần phải sử dụng hai tay mà chỉ cần một tay là mình đã bóp được vào rồi. Đấy, lưu ý các bác là mở vào và mở ra đều phải ấn nút hết nhá. Hai cái mũi tên đi lên đi xuống này. Đó. Lên cho em là ô dù nhá. Ô dù Nhật này, giá sẽ là 80k một chiếc. 80k cho một con ô dù Nhật như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái chổi cọ bàn ghế nhá, chổi cọ bàn ghế đây. Đấy, một con chổi cọ bàn ghế như này. Các bác chiều dài của chổi thì khoảng 20cm. Các bác dùng để mình kỳ cọ bàn ghế này. Đấy, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 35k thôi nhá. 35k cho một cái chổi cọ bàn ghế như này. Hàng rất đẹp và giá hợp lý rồi. Đây, các bác kỳ cọ bàn ghế hoặc là ban thờ này hoặc là vệ sinh chỗ nào cũng được. Nó rất là tiện, nó là đầu chổi lông như này. Đấy, thì các bác dùng để cọ bàn ghế này, quét ban thờ này hoặc là vệ sinh chỗ nào cũng được, nó rất hợp lý luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 trong cái chổi cọ bàn ghế như này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn pin. Các bác lên mã giúp cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật đây. Đấy. Hàng của Nhật này, Police này, made in Japan các bác nhá. Đấy, độ rọi xa thì từ 600 đến 1.000 mét này. 600 1.000 mét có kèm các sạc nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng đa di năng luôn. Thứ nhất là sẽ có phá kính này. Phá kính này, thứ hai là cắt dây này, thứ ba là có nam châm hít nhá. Có nam châm hít này. Đây. Đấy, đây nó có nam châm này. Đấy, nam châm hít này con này. Đấy, đây có nam châm hít nhá. Thứ tư của nó sẽ là có sạc ra cho điện thoại này. Có sạc ra cho điện thoại này. Đấy, thứ năm của nó thì nó sẽ là có la bàn này, la bàn. Thứ sáu là có còi hú này. Đấy, có còi hú cho các bác luôn. Con này thì đang bị hết pin rồi. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Con này đang bị hết pin nhá. Đấy. Em test con khác cho các bác xem. Đấy, đây. Đây này, đó đây nhá. Đó. Có còi hú cho các bác nhá. Đây, có còi hú này. Đấy, có còi hú này. Đấy, tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đèn sáng ở đây này. Đấy. Đèn sáng trắng này. Đấy, các bác nhấn lì thì nó sẽ là đèn đỏ cảnh báo này. Và các bác nhấn lì nữa thì nó lại về cái đèn pha đằng trước nhá. Pha của nó rất là rọi luôn này các bác này. Đấy, các bác trông chưa? Ban ngày mà em rọi cái pha của nó còn như này các bác này. Đấy, thì rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn pin cảnh sát Nhật này. Đèn pin cảnh sát Nhật giá sẽ là 100 có lên trên là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin này, đấy, cảnh sát Nhật. Đèn pin cảnh sát Nhật giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Đấy. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chắn bếp ga nhá. Cái này thì các bác dùng công năng của nó thì các bác biết rồi. Dùng để chắn cho cái bếp ga nó khỏi bị gió nó tạt đi và tránh cái lực là bị hao ga nhá. Bị hao ga khi mình đun thì nó không bị hao ga. Đó, 25k một chiếc, 25k. Lên cho em là chắn bếp ga nhá. Chắn bếp ga. Đấy. Chắn bếp ga, giá sẽ là 25k. 25.000 cho một chiếc chắn bếp ga như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Các bác lên cho em là kéo hộp đỏ. Đây nó sẽ là một con kéo cắt cành. Dòng này thì nó sẽ là dòng cao cấp rồi. Bên shop mà em cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, kéo cành hộp đỏ này. Đấy, đây một con kéo cành hộp đỏ như này. Hàng thì nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Con này thì các bác dùng để cắt cây cắt cành cực kỳ là ngon luôn. Đấy, cắt cây, cắt cành, tỉa cành, cắt cành dăm, cành giếc đều ok hết nhá. Hàng nội địa của Nhật có chữ triện hẳn hoi nhá. Đấy đây, rất là ngon lành như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Con này bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là kéo hộp đỏ nhá, kéo hộp đỏ. Đấy, phần cán này của nó thì liền thân và có ốp gỗ nhá, cán liền thân ốp gỗ này. Hàng này cực VIP luôn. Đấy. Nếu con này các bác mua trên các cái sàn nó bán cho các bác khoảng 3 đến 500.000, nhưng mà hôm nay bên shop bán cho các bác giá chỉ có 150.000 thôi.
lên cho em là kéo hộp đỏ nhá, kéo hộp đỏ này, kéo hộp đỏ giá của nó sẽ là 150k nhá, 150.000 cho con kéo hộp đỏ như này, giá siêu tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác hai cái mẫu sản phẩm, đó là dầu gội đầu. Đấy, sang mùa hè rồi thì các bác lại dùng dầu gội đầu nhiều, và bên em thì vẫn cung cấp cái dòng dầu gội đầu clear này. Đấy, dầu gội đầu clear đây, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, hàng dầu gội đầu clear như này, cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá, 80k cho một lọ dầu gội đầu clear như này. Có hai màu, màu xanh và màu trắng, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá, nam nữ đều dùng được cả, rất tiện ích cho các bác luôn. Dầu gội đầu clear hàng của thương hiệu Unilever nhá. Đấy, sản xuất tại Thái Lan con này, đây Bangkok Thái Lan con này, đó, Bangkok Thái Lan này. Giá sẽ là 80k cho một lọ dầu gội đầu như này, có màu xanh và màu trắng nhá, màu xanh màu trắng, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá, đây các bác lên cho em là đệm ghế này, đây nó sẽ là một cái đệm cực kỳ tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, đây con này, đây nó sẽ là một cái đệm như này. Đấy, và con này thì nó sẽ là dòng đệm cao su non nhá, đệm cao su non chống trơn trượt cực kỳ là xin lỗi các bác là ngồi thì cực kỳ là êm luôn, và độ đàn hồi cực kỳ là tốt nhá. Đấy, các bác có thể để cả quả trứng lên đây ngồi cũng không bị vỡ luôn. Đó, giá thì chỉ có 80.000 cho một cái đệm ghế như này thôi, các bác lên cho em là đệm ghế, giá sẽ là 80.000, thì các bác có thể ngồi để mình gọi là chống, đặc biệt là các bác nào hay bị trĩ này, đấy, trĩ nội trĩ ngoại, hoặc là bị đau lưng, đấy, đau lưng mỏi lưng thì các bác dùng cái này cho em, nó rất là êm ái, thì các bác chỉ cần đặt lên cái ghế làm việc của mình hoặc là cái ghế sofa đó để mình ngồi, nó rất là tiện ích luôn. Chiều dài của nó khoảng 35 và chiều ngang của nó thì vào khoảng là 25 nhá, 25 đó. Đệm mã giúp cho em là đệm ghế, giá sẽ là 80.000 nhá, đệm ghế này, đó, đệm ghế giá sẽ là 80k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem cái đệm ghế này luôn. Đây các bác này. Đệm lót mông silicon chống ngay mông, đau lưng, đau cuộc sống, chống bệnh trĩ, đau thần kinh tọa, dùng cho người thường xuyên phải ngồi nhiều như dân văn phòng, học sinh, sinh viên, các bác tài xế. Đệm được thiết kế theo cấu trúc tổ ong đối xứng hai mặt, chất liệu silicon đàn hồi, không biến dạng dù bị kéo, không sợ xẹp lún, dễ dàng gấp gọn mang đến văn phòng, lớp học, công xưởng. Đệm lót mông silicon chống ngay mông. Sao các bạn thích ngồi đệm silicon này quá, phân tán lực tốt quá trời, ngồi lên trứng sống không vỡ luôn mà. Đệm này là mình lót ghế ngồi gần cả năm rồi đó, thậm chí mình còn hút thêm để cho ba mẹ mình dùng nữa. Vì trong các loại đệm ngồi thì mình thấy loại này khá rẻ mà vẫn rất là thông thoáng, dễ vệ sinh. Chất liệu là silicon nên độ đàn hồi và phân tán lực của nó cũng khá tốt. Lấy tay nhấn đè cái trứng này xuống mà cái trứng còn nguyên, ngồi hẳn lên cái trứng luôn mà không bể luôn mà. Ngồi không bể thì đập cho bể để còn ăn trưa nữa chứ. Đệm này sẽ rất phù hợp để lót lên mấy cái bộ ghế gỗ hay là ghế cây có cái bề mặt phẳng. Còn những cái ghế mà đã có đệm sẵn rồi như là ghế văn phòng thì nó sẽ hỗ trợ êm hơn chút xíu. Như ba mẹ mình hay ngồi làm việc là dùng cái đệm này ngồi nhiều lắm, mà ngồi dưới đất thì đừng có nhảy cái oạch giống vậy nha. Đầu á, đệm lần này mình hút thử ở trên TikTok shop thì nó vẫn rất êm như cái đệm trước nay mình ngồi. Đệm trước rất là ok nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bộ khoan mini các bác này. Đấy, hàng đồ kim khí này, bộ khoan mini cho các bác luôn. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm là một cái bộ khoan đựng trong một cái hộp như này, rất chất lượng xịn sò, giá chỉ có 180.000 thôi, 180.000. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm là một máy khoan như này nhá. Đấy, đấy, rất là ngon luôn. Con này thì các bác có thể xoay ấn cái lẫy này xoay thẳng này cho em. Đó, tiện không? Các bác có thể dùng thẳng này, dùng thẳng cũng được, mà các bác có thể dùng hình khẩu súng cũng được. Máy thì chạy cực kỳ là khỏe luôn nhá, chạy rất là khỏe luôn. Đó, các bác có thể đảo đi như này, đảo đi như này cho em. Đó, đây, rất tiện nhá, và có đảo chiều ra vào nhá. Ngoài ra thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là có tới cho các bác là 30 đầu vít này, đây, đấy, chọn bộ này, 30 đầu vít này, đấy, rồi các cái đầu khẩu này, một cáp sạc này, một cái đầu ngoắt nghéo này, đấy, và hai mũi khoan này, hai mũi khoan, một đầu nối và bốn đầu vít này, đó, lên cho em là khoan mini nhá, đấy, chọn bộ sản phẩm như này chỉ có 180.000 thôi, đấy, khoan mini, đầy đủ chi tiết cho các bác luôn mà giá chỉ có 180.000 thôi, khoan mini nhá, khoan mini này, khoan mini 180k cho một bộ khoan mini. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhé. Ở đây nó sẽ có cánh quạt này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt này. Và có một dây như này. Bộ này chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho một bộ sen quạt thế này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt, bao gồm một sen quạt này và một bộ dây có đóng ngắt trên tay nhé. Đóng ngắt trực tiếp trên tay như này, các bác không cần phải đưa vào gật gù để mình đóng ngắt này. Và có cho các bác là tăng giảm ở đây nữa nhé, đóng ngắt tăng giảm đầy đủ cho các bác luôn. 100.000 cho cái bộ vòi sen quạt tăng áp như này. Đấy, giá thì cực kỳ mềm mại rồi.
chỉ có 100.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp này thôi. Các bác chả đi đâu mà mua được cái bộ như này mà giá 100.000, em bên em bán cả 1.000 bộ rồi. Lên cho em là sen quạt này. Đấy, sen quạt tăng áp giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một bộ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ lấy dây tai đèn này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu lấy dây tai và một đầu gắp luôn, tất cả đều có đèn. Đấy, thì đây em sẽ có cái video cho các bác xem luôn cho nó nhanh. Đấy, thực tế luôn. Còn đèn này trong này đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho bé. Nhưng đó, nếu không biết cách lấy hoặc sử dụng những vật dụng cứng sẽ làm cho bé rất đau. Đấy, có đèn bật lên được luôn các bác này. Đó. Và có bộ gắp cũng có đèn luôn, rất tiện nhá. Đấy, hai cái luôn. Combo cho bác hai cái. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ 5 khay inox siêu mỏng này. Đấy. Bộ 5 khay inox siêu mỏng bao gồm cho các bác là 5 khay. Ở đây thì nó sẽ là cả khay cả nắp luôn. À, khay cả nắp luôn. Hàng thì rất là đẹp, nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, em gọi nó là siêu mỏng thôi chứ nó cũng không đến nỗi là quá mỏng đâu. Nhưng mà em gọi thế để cho các bác yên tâm. Các bác nhận hàng cũng đến lúc các bác nhận hàng các bác lại chê là mỏng thế. Tại vì cái giá của nó rất là hợp lý rồi, một cái bộ 5 khay inox như này. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đấy. Bộ 5 khay inox siêu mỏng này. Bộ 5 khay siêu mỏng nhá. Bộ 5 khay. Bộ 5 khay siêu mỏng giá sẽ là bộ 5 khay siêu mỏng giá sẽ là 50k nhá, 50k. Ưu điểm của con này thì các bác dùng để bỏ thực phẩm thức ăn trong tủ lạnh nó rất là tiện này. Đấy, có nắp đậy cho các bác không bị mùi. Và một bộ là 5 chiếc. Chiếc to nhất thì vào khoảng là 20 cm, 20-22 cm. Và đây, to nhất thì là 18 cm nhá và nhỏ nhất là 10 cm, thì nó sẽ có combo cho các bác sử dụng rất là tiện luôn. 50.000, tính ra vào có 10.000 một chiếc thôi, 10.000 một khay này thôi. Đó, giá sẽ là 50k nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bơm tẩu ô tô. Đấy, bơm tẩu ô tô thì con này các bác chuyên dùng để mình bơm ô tô thôi nhá. Bơm ô tô thôi. Đấy, và các bác phải có ô tô con thì mình mới dùng được. Hàng thì của thương hiệu Toyota, nó sản xuất để tặng cho khách hàng mua ô tô nhá. Giá thì chỉ có 180.000 thôi, 180.000. Đây, đây nó sẽ là cái đầu bơm của nó này. Và đây là cái dây dẫn này. Đấy, dây dẫn để các bác có cái đầu tẩu này các bác cắm vào ô tô nhá. Chứ không, các bác không, cái này không dùng cho xe máy được đâu. Đấy, không dùng xe máy, không dùng điện được. Mà con này phải bác nào có ô tô thì mới dùng. Ô tô thì nó sẽ có sẵn tẩu rồi. Đấy, các bác cứ để trên ô tô. Ví dụ như là xe cộ có vấn đề gì thì các bác ấy vào cho em. Đó, rất là tiện luôn. Lên cho em là bơm tẩu ô tô nhá. Giá sẽ là 180.000 trong cái bộ bơm tẩu ô tô này thôi. Hàng thương hiệu Toyota. Đấy, các bác yên tâm sử dụng. Hello các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc bom hàng, nhận hàng kiểm tra cùng với ship nhé. Bên em là yêu cầu là các bác phải nhận hàng phải kiểm tra. Còn nếu không kiểm tra lỗi lầm hoặc hỏng hóc thì các bác phải tự chịu trách nhiệm. Bên em sẽ không chịu trách nhiệm khi mà các bác đã nhận hàng rồi. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên em thì ship code toàn quốc nhé. Đấy, từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Đấy, con vật mũi nhá. Đấy, các bác lên cho em là vật đứng. Ở đây thì nó sẽ kèm một cái đế sạc như này, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình cho em. Đó, cắm củ sạc điện thoại nhà mình cho em nhá. Là ok. Đó, đây các bác bật lên cho em này. Đấy, thì ở đây nó sẽ là có một cái đèn hồng ngoại như này để nó thu hút con muỗi nó bay vào nhá. Thu hút con muỗi bay vào. Và con muỗi bay vào là nó sẽ bị chập luôn các bác này. Đấy, muỗi bay vào nó sẽ bị chập luôn. Các bác thấy không? Đấy. Quánh điện thành tách luôn nhá. Quánh điện rất là khỏe luôn. Thì nó sẽ có chức năng là bắt muỗi tự động này. Đấy, và vật muỗi này. Vật muỗi thì các bác có dùng vật như bình thường. Đây, công tác đây các bác vật như bình thường nhá. Đây. Đấy, các bác vật như bình thường chứ nhá. Đấy. Còn khi nào bắt muỗi tự động thì các bác đẩy cái đèn này lên là nó sẽ lên đèn để các bác bắt muỗi tự động. Nhưng mà lưu ý các bác là khi bắt muỗi tự động thì mình phải cắm đế sạc vào nhá. Đấy, thì mới được lâu. Đấy, tại vì cái pin này của nó dung lượng pin nó vừa phải thôi. Đó. Các bác lên cho em đó là vật đứng nhá. Bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là vật đứng, giá sẽ là 130.000 cho một em vật mũi đứng như này. Đấy, giá thì giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, giá thì nói chung là giá khá là hạt rẻ và hợp lý nhá. Lên cho em là vật đứng này. Đó. Vật đứng giá sẽ là 130k nhá. 130k cho em vật đứng như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc trị cái này là cái gì đấy nhỉ? Cái này thì là một cái dòng sản phẩm chuyên trị hôi chân hôi nách nhá. Đấy, hôi chân hôi nách, bác nào mà bị hôi chân này rồi hôi nách này thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dùng cái này cho em. Cái này thì các bác cứ nhỏ trực tiếp 1-2 giọt vào cái vị trí nào mình cần sử dụng thôi là ok nhá. Đấy, chuyên trị hôi chân hôi nách cho em, cực kỳ hiệu quả luôn. Giá thì sẽ là 50.000 cho một lọ hôi chân hôi nách như này nhá. Đấy, 50.000 cho một lọ hôi chân hôi nách như này.
Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nha. Các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Đó. Và giá thì sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em đó là hôi chân hôi nách. Giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. Tiếp theo thì nay bên shop hôi chân hôi nách nhá. Giá sẽ là 50k cho một lọ như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác các dòng sản phẩm đó là cái bình, các bác lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá, bình thể thao. Đấy, mùa hè đến nơi rồi. Đấy, bắt đầu thời tiết nóng rồi thì các bác mang nước đi để mình uống cho nó an toàn. Đấy. Dung tích của nó sẽ là sử dụng inox 316 và dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, 1 lít. Đấy, dung tích là 1 lít này, có lưới lọc luôn. Đấy, inox 316 cực kỳ an toàn luôn. Đây, Su 316 các bác này. Đấy, rất an toàn luôn nhá. Và giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Chỉ có 80.000 trong cái bình thể thao như này thôi. Đấy, có nắp đậy, có lưới lọc cho các bác đàng hoàng. Các bác có thể dùng pha trà, pha cà phê. Đây, màu thì rất là đẹp. Và ưu điểm của con này nó có quai sách nha. Các bác có thể đeo trên xe đạp, xe máy, ô tô, mang đi học, đi chơi, đi làm đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là một cái con bình thể thao như này, chỉ có 80.000 thôi. Dung tích của nó là 1 lít. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá. Bình thể thao này. Bình thể thao. Đấy, bình thể thao giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80k trong chiếc bình thể thao như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác cái mẫu bình đó là cái bình tông nhá, bình tông. Con này thì hàng của Nga nhá, hàng của Nga. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy, con này dung tích của nó là 2 lít luôn. Trông nó dẹt dẹt như này thôi nhưng mà dung tích của nó khá là lớn luôn. Và nắp của nó là nắp chống mất nhá, chống mất, nó đai vào dưới đây rồi. Các bác dùng an toàn, có gioăng. Các bác có thể dùng để mang nước đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, đi du lịch, đi phượt. Đấy, đều ok hết. Hoặc là các bác dùng để đựng rượu, mang rượu đi nhậu, mang rượu từ nhà đi, nó rất là an toàn. Có một cái bao da như này các bác bỏ vào đeo, vừa sang xịn mịn vừa lịch sự. Hàng của thương hiệu CCP của Nga nhá. Đấy, hàng của Liên Xô. Đấy, đây, rất là đẹp này, CCP đây. Đấy, lên cho em là bình tông 2 lít nhá. Giá chỉ có 130.000 thôi. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bình tông 2 lít này. Đấy, bình tông 2 lít giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cái bình tông nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ quần áo mưa đây. Thì nó sẽ là một cái bộ quần áo mưa như người ta mặc như này. Đấy, như người ta mặc như này các bác này. Đấy, bộ quần áo mưa. Hàng VIP 1 nhá, hàng VIP 1. Hàng chất lượng cao VIP 1 cho các bác luôn. Đấy. Đấy. Size của nó thì là size XL, size to. Các bác mặc là đều vừa hết. Và chất liệu của nó thì các bác biết rồi, nó sẽ là bên trong bằng vải và bên ngoài thì nó sẽ là phủ bạt nhá. Đấy. Bên trong bằng vải và bên ngoài nó phủ bạt nên các bác dùng cực kỳ là ngon luôn này các bác. Đấy. Đây. Hàng thì đúng như người ta mặc luôn. Đó. Khóa kiếc các thứ đàng hoàng nhá. Dây đeo dây điếc đàng hoàng. Đó, đây. Các bác này, đấy. Chất liệu thì khỏi phải bàn rồi. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì mặc vừa ấm vừa là tiện dụng an toàn luôn. Đây. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Đó. Giày dẫn chắc chắn ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý luôn. Một cái bộ quần áo mưa như này, giá chỉ có 195.000 thôi, 195.000. Cái này nếu các bác ra ngoài cửa hàng mà mua họ sẽ bán cho các bác khoảng 300.000 nhá, khoảng 300.000. Đấy, nhà nào bán rẻ nhất thì cũng phải 250, còn không thì họ sẽ phải bán cho các bác là 300.000. Nhưng mà riêng bên em thì bán cho các bác giá cực tốt luôn, 195k. Lên cho em là bộ quần áo mưa nhá, 195.000. Tiếp theo thì hai bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bích nhá. Đây cái áo mưa choàng các bác này. Con này thì sẽ là 100.000 cho một cái áo mưa choàng như này. Đấy, 100.000 một chiếc nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái áo mưa choàng. Thì con này nó rất là tiện luôn. Đây. Đấy, ở đây thì có cũng có bao đựng cho các bác luôn. Đấy. Đây nó sẽ có một cái bao đựng như này. Đấy, một cái bao đựng như này rất tiện ích này. Và đây nó sẽ là một cái áo mưa choàng nhá. Đây. Khi các bác choàng vào nó sẽ như trên hình ảnh như này. Đấy các bác này. Đấy. Công ty áo mưa Thành Nam. Đấy, hàng chất lượng cao cho các bác luôn, hàng Việt Nam chất lượng cao. Đó, khi các bác mặc vào thì đúng như này nhá, có cả che mắt này, có cả nhìn kính giếc đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 100k thôi, 100.000 cho cái bộ áo mưa choàng như này. Con này nếu mà các bác mua ngoài thị trường họ sẽ bán cho bác khoảng 150 đến 200 nhá. Đấy, lên cho em là áo mưa choàng nhá. Áo mưa choàng này. Đó, áo mưa choàng giá sẽ là 100k cho một bộ như này thôi. 100.000 cho bộ áo mưa choàng như này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu nhá. Đây, thắt lưng cá sấu các bác này. Đấy. Thắt lưng cá sấu không hộp. Con này giá chỉ có 80k một chiếc thôi. Mặt của nó này, mặt của nó là mặt đúc này. Khóa của nó thì khỏi bàn rồi. Đấy. Đường kim mũi chỉ cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, chất liệu của nó này. Đây. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đó, khóa rất là ngon luôn. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 80.000 cho con thắt lưng cá sấu như này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu nhá. Giá sẽ là 80.000. 80k cho một con thắt lưng cá sấu như này. Đấy. Lên cho em là cá sấu không hộp nhá, cá sấu không hộp.
giá sẽ là 80k đấy, 80.000 cho một con cá sấu không hộp này thôi, giá rất rẻ các bạn, rất rẻ luôn đó, cực kỳ rẻ luôn các bạn đấy, rất rẻ và rẻ, cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 80.000 cho một con thắt lưng như này thôi, rất đẹp luôn đấy các bạn này, đấy đây đấy, rất đẹp các bạn nhá, mà giá chỉ có 80.000, mặt đúc liền này, khóa khiếc cực kỳ ngon luôn, màu sắc đẹp, trang nhã, nam nữ già trẻ lớn bé đều dùng được hết nhá, rất tiện ích luôn, giá chỉ có 80k thôi đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá, đấy 5 đĩa tròn hàng thương hiệu Winling của Đức này, đấy Winling của Đức, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn, giá chỉ có 120.000 thôi, các bác có thể dùng để mình ăn lẩu này, hoặc là dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Đấy, hàng rất đẹp, hàng đẹp dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá, bộ 5 đĩa tròn, 5 đĩa tròn này, đó, bộ 5 đĩa tròn, giá sẽ là 120k nhá, 120.000 cho 5 cái đĩa như này, tính ra là vào chỉ có 25.000 thôi, 25.000 cho một cái đĩa như này, hàng to dày dẫn chắc chắn, các bác chả đi đâu mà mua được một cái bộ đẹp như này đâu. Đó, hàng thương hiệu Winling của Đức, hay hình người đây. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn, giá sẽ là 120.000, 120.000 thôi. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái băng keo đĩa hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Thì đây nó sẽ là một cái dòng băng keo như này, hàng made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Đều là hàng nội địa Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, made in Japan nhá. Dòng này của nó thì siêu dai, siêu dính, siêu mỏng luôn. Thì các bác dùng nó rất là da. Đấy. Dai, dính, mỏng và dùng thì nó rất là da. Đấy, các bác thấy không? Đó. Dòng này thì các bác biết rồi, rất là dính các bác này. Đây, rất dính luôn. Giá thì sẽ là 10k cho một quận như này nhá. Đấy. Bên shop bán lẻ thì nó sẽ là 10k cho một quận như này, 10.000 cho một quận như này. Còn các bác mua cân thì sẽ là 80k một cân nhá. Đấy. 80.000 trên một cân. 80k trên 1 kg. 1 kg của nó thì nó sẽ được khoảng là từ 7 đến 10 quận. Đấy, còn các bác mua lẻ thì bên shop sẽ bán cho các bác là 10.000 một quận như này nhá. 10.000 một quận như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng đầy đủ màu sắc. Đấy, màu xám, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu đen. Giá thì rất là tốt cho bác luôn, 10k cho một quận như này thôi. Đấy, đây là một cân này, một cân này của nó thì nó sẽ là vào từ 7 đến 10 quận nhá. Và bên em nhặt đủ màu cho bác luôn, 80.000 cho một cân. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thước rút tự hãm nhá. Đấy, các bác lên cho em là thước rút tự hãm này. Bên em có dòng 5m và dòng 7m rưỡi nhá. Đấy, 5m và 7m rưỡi. 5m thì giá sẽ là 40.000 và 7m rưỡi là 50.000. Đấy. Thước rút tự hãm, đấy, rút ra nó sẽ tự hãm, còn các bác nhả này nó sẽ vào, rất là tiện. Đây, hàng nội địa của Nhật này, Japan này, đó, giá thì cực kỳ tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước rút tự hãm nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, đấy, con dòng 5m này thì sẽ là 40k, đấy, 5m là bằng 40k này, đấy, còn là 7,5m này, 7,5m thì sẽ là 50k, đó, giá rất hợp lý luôn, chỉ có 40-50.000 trong cái thước như này thôi. Đấy. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái mẫu dao dọc giấy này. Đây. Dao dọc giấy đây. Con này thì bán lẻ thì sẽ là 15.000, còn mua từ 3 cái thì em sẽ tính cho bác 10.000 chiếc. Đấy. Bán lẻ là 15.000, mua từ 3 cái thì sẽ là 10.000 chiếc nhá. Đó. Lên mã giúp cho em. Đó là dao dọc giấy các bác nhá. Dao dọc giấy bán lẻ là 15.000 chiếc. Đấy. Và mua số lượng từ 3 cái cho lên thì sẽ là 10.000 cái. Rồi, ok. Hello chào các bác nhé, hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua đủ cho em 200.000 nhé, còn dưới 200.000 thì các bác cố gắng hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 để ship mà thôi. Đó, phí ship thì bên em chỉ thu có 30.000 thôi, hàng nhiều hay hàng ít thì nó phí chung là 30.000. Rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái con máy đuổi chuột thông minh các bác nhá. Máy đuổi chuột thông minh. Con này thì giá chỉ có 35k thôi. Và về nhà các bác cắm trực tiếp vào dòng, lấy cho anh cái biển. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220V cho em nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là máy đuổi chuột nhá. Đấy, máy đuổi chuột thông minh này. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k. Đó, lên cho em là máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k một chiếc. Đấy. 35k cho một con máy đuổi chuột như này. Con này rất tiện ích luôn. Đây. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220V cho em. Chuyên đổi chuột đổi côn trùng đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Máy đuổi chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé.
sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến dán muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomas xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến dán muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Đó, con này rất là ngon lành nhá. Giá thì chỉ có 35k cho một cái máy đuổi chuột này thôi. Qua lên theo là máy đuổi chuột, con này thì rất là tiện ích rồi. Bây giờ thì nhà bác nào cũng có chuột, có côn trùng thì các bác cứ dùng con máy này cho em là ok. Đó, máy đuổi chuột, côn trùng, giá sẽ là 35.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác hai cái dòng sản phẩm nước hoa nhá. Đấy, nước hoa thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là hai cái dòng nước hoa cực kỳ là thơm và rất là được thị trường ưa chuộng nhá. Đó là nước hoa của Chanel và nước hoa của Gucci. Đó. Hai cái chai này thì đều có dung tích của nó là 100ml các bác nhá, 100ml các bạn. Đấy. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 100 các bác lên cho em là nước hoa Chanel thì sẽ là 120.000 nhá, 120k cho một lọ nước hoa Chanel như này. Đó, còn nước hoa Gucci thì sẽ là 130k nhá, 130.000. Đó, các bác muốn lấy loại nào thì lấy, Gucci thì lấy mà Chanel thì lấy nhá. Dòng của Chanel này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Pháp này. Đấy. Made in France các bác này. Đó, made in France, hàng của thương hiệu Chanel và sản xuất tại Pháp nhá. Đó. Còn con này thì nó sẽ là nước hoa của Gucci này, made in UK này, hàng sản xuất tại Anh nhá. Đấy. Thì hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, hàng bóc siêu luôn, em cũng không có bóc ra đâu. Em để trực tiếp này em gửi cho các bác và em quay thì em cũng chỉ quay qua bên ngoài thôi nhá. Để cho khi các bác bóc hàng là nó nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện như này các bác nhá. Nước hoa Gucci và nước hoa Chanel. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái mỏ hàn xanh các bác nhá. Mỏ hàn xanh thì con này công suất của nó sẽ là 150W. Đây nó sẽ là một con mỏ hàn cực kỳ là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một mỏ hàn và một cái phần đầu đẩy thiếc như này. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Sử dụng điện 220V và công suất của nó sẽ là 150W. Khi các bác cho cái cuộn thiếc vào đây nhá, là mình bóp là nó sẽ cái thiếc nó sẽ theo cái trục bé này và đẩy ra ngoài thì nó sẽ chạm cái đầu này, là các bác chỉ việc hàn thôi, nó rất là tiện. Giá thì sẽ là 130.000 cho cái mỏ hàn thiếc như này nhá. Đấy, lên mã giúp em cho là mỏ hàn thiếc, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật, giá chỉ có 130k thôi. Các bác lên mã giúp em đó là mỏ hàn thiếc nhá, giá sẽ là, hoặc là mỏ hàn xanh, lên cho em là mỏ hàn xanh, giá sẽ là 130.000. 130.000 cho một em mỏ hàn xanh như này thì nói chung là con này thì nó có tính năng là đẩy thiếc tự động thì các bác dùng nó cũng rất là thích. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác luôn. 130 à? Lên cho em là mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh giá sẽ là 130k. 130.000 cái mỏ hàn xanh như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái cầm cho anh cái bộ gắp ấy ra đây. Gắp ba đĩa này. Đấy, thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gắp nóng nhá. Các bác lên cho em là gắp nóng này. Con này thì sẽ là bao nhiêu? 30.000 cho một con gắp nóng như này. Con này thì gọi là gắp nóng, còn các bác có thể dùng để chiên rán này, lật bánh mì, bánh rán, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đó. Thì con này các bác gọi cho em nó là gắp nóng nhá, gắp nóng. Con này thì rất tiện ích luôn. Giá của nó sẽ là 30k cho cái gắp nóng như này nhá. 30k cho mấy cái gắp nóng như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã sản phẩm nó nhiều chi tiết hơn, đó là cái gắp bát đĩa nhá, gắp bát đĩa. Con này thì sẽ là 50.000 cho cái gắp, bộ gắp bát đĩa như này. Cái này thì các bác lên cho em là bộ gắp bát đĩa, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cái này thì nó sẽ là một cái miếng lót này, miếng lót để các bác lót bát, lót đĩa này, xoong nồi này. Cái này là các bác bắt bằng tay này, bắt bằng tay. Và đây là nó sẽ có hai cái gắp. Cái này thì các bác có thể dùng để kẹp bát, kẹp đũa này, cái này để gắp đĩa này, để gắp đĩa này. Đó, thì sản phẩm sẽ là một bộ như này, chọn bộ như này và 50.000. Lên mã giúp em đó là bộ gắp bát đĩa nhé. Bộ gắp bát đĩa giá sẽ là 50k cho một bộ này. Bộ này thì rất là nhiều chi tiết để các bác có thể là mình sử dụng thực tế luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Bộ gắp bát đĩa nó rất dễ bị bỏng. Giờ thì tôi đã có bộ bảo bối kẹp đồ nóng này.
Đây là cái kẹp chuyên dùng để kẹp nhấc các loại đĩa. Với tay cầm điều khiển linh hoạt, nó có thể kẹp được các loại đĩa có kích thước khác nhau. Đối với bát thì có thể dùng cái kẹp này. Đầu của nó làm bằng silicone chống trượt. Bạn có thể yên tâm lấy đồ ăn ra mà không sợ bát bị rời vỡ. Còn nếu bạn muốn lấy nồi hoặc đồ ăn ra trực tiếp thì có thể dùng đôi găng tay silicone cách nhiệt này. Thật sự nó tiện lợi vô cùng. Trước đây việc lấy đồ ăn mới hấp ra khỏi nồi đối với tôi là việc cực kỳ khó khăn vì nó rất dễ bị bỏng. Giờ thì tôi đã có bộ bảo bối kẹp đồ nóng này. Đây là cái kẹp chuyên dùng để kẹp nhấc các loại đĩa. Với tay cầm điều khiển linh hoạt, nó có thể kẹp được các loại đĩa có kích thước khác nhau. Đối với bát thì có thể dùng cái kẹp này. Đầu của nó làm bằng silicone chống trượt. Bạn có thể yên tâm lấy đồ ăn ra mà không sợ bát bị rời vỡ. Còn nếu bạn muốn lấy nồi hoặc đồ ăn ra trực tiếp thì có thể dùng đôi găng tay silicone cách nhiệt này. Thật sự nó tiện lợi vô cùng. Đấy các bác lên cho em là bộ gắp bát đĩa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 bộ gắp bát đĩa. Bộ gắp bát đĩa này. Đấy, gắp bát đĩa giá sẽ là 50k nhá, 50k cho một bộ. Còn cái gắp nóng thì chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng dầu nóng để các bác chuyên dùng để mình ví dụ như là các bác bị đau chân, đau tay, đau khớp cổ vai gáy này. Cổ vai này, đốt sống lưng, đốt sống cổ này, rồi khớp gối này. Đó, thì dòng này nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc, dung tích của nó là 100ml. Các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp lên các cái phần nóng, các cái phần đau. Sau đó thì các bác xoa đi. Đây, để các bác massage đi cho nó đánh tan các cái phần bị đau nóng, bầm tím. Các bác dành cho người bị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy hoặc các bác chơi thể thao thì cũng dùng cái này rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là dầu nóng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một lọ như này thôi. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ chổi đó nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là chổi tự vắt. Con này thì nó sẽ có chiều dài của nó vào khoảng 1m2, 1m3. Và dòng này nó sẽ là vắt vắt bằng tay, các bác chỉ cần kéo là nó sẽ vắt thôi. Nó rất là tiện đây. Về nhà thì các bác xoáy kết nối các cái phần này vào cho em này. Đấy, nó sẽ có các cái phần nấc như này. Nấc này các bác xoáy vào cho em. Đây là cái phần đằng đuôi này. Các bác xoáy vào cho em. Chiều dài của nó vào khoảng 1m2 đến 1m3. Đây, rất dài luôn các bác này. Đấy, rất dài luôn. Các bác có thể dùng để lau trần nhà, rồi lau nhà, lau gầm bàn, gầm ghế rất là ok. Khi vắt thì các bác lưu ý các bác là thấm cho em cái ấy vào đây nhá. Đấy, thấm cho dầu vào, cho dầu lau vào thì nó sẽ khi vắt nó sẽ trơn, dễ vắt hơn. Và các bác chỉ cần kéo này cho em này. Đấy, kéo này cho em là nó sẽ xoắn vào này này các bác. Để nó sẽ vắt khô luôn. Các bác đẩy ra nó lại xẻ bằng như này. Và con này của nó thì xoay 360 độ luôn. Cho nên là các bác đưa vào các ngóc ngách đều được hết nhá. Đó, nó rất là tiện ích cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 100k cho cái chổi tự vắt này thôi. Khi vắt thì các bác kéo lên như này là đã vắt rồi. Các bác có thể lau trần nhà, lau bàn ghế, rồi lau tủ, lau sàn nhà đều ok hết. Con này nó lau đa di năng được nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái mã chổi tự vắt như này. Đấy, giá chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là chổi tự vắt, giá sẽ là 100.000 một chiếc. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Nó cũng khá là tiện. Khá là tiện thôi nhá. Đấy. Chổi tự vắt giá sẽ là 100.000. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái mã chổi nữa, đó là cái chổi chữ nhật đây. Giá thì sẽ là 80.000 cho mấy em chổi chữ nhật như này. Đấy, con này thì nó cái bản chiều lau của nó thì sẽ dài hơn vào khoảng là gần 40cm. Và con này nó cũng là vắt tự động luôn. Các bác chỉ cần đẩy qua là nó sẽ vắt tự động cho các bác luôn. Nó cũng rất là tiện, giá thì chỉ có 80.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con massage các bác này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là con này thì các bác lên cho em đó là súng massage nhá, hình khẩu súng như này. Đấy, và nó massage rất là khỏe luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 đầu. Các bác chỉ cần lắp vào. Đấy, giữ cái phím này nó sẽ lên này và tăng tốc ở đây. 1 2 3 4 5 6 có 6 cấp độ như này các bác này. Đấy. Đấy. Dùng rất là mạnh các bác này. Các bác có thể dùng để massage cổ, vai, gáy, bắp tay, bắp chân, rồi lưng, rồi cổ đều ok hết nhá. Đấy, nó dùng rất là mạnh luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác để các bác dùng để massage vào các cái bó cơ này. Đấy, lòng bàn tay, lòng bàn chân, rồi các bác giữ lì này nó sẽ tắt nhá. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là 4 đầu luôn, 4 đầu. Đấy, đầu tròn, đầu tày, rồi đầu hình súng thôi nhá. Đấy, đây, nó sẽ là hình khẩu súng như này. Lên cho em là súng massage nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, chỉ có 170.000 cho một con súng massage này thôi. Lên mã giúp cho em nó là hình khẩu súng như này nhá. Đấy, nó sẽ là hình khẩu súng như này. Đó, lên cho em là súng massage nhá. Súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170k cho một em súng thư giãn như này. Rồi ok.